Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 158. Trường Mộng Xuyên. Sao? Triệu Yêu Yêu sửng sốt hỏi Diệp Mộng Oánh, Mộng Oánh tỷ tỷ, người có nghe được âm thanh gì hay không? Nghe được. Diệp Mộng Oánh cau mày, bọn họ bị vây ở đây cũng một khoảng thời gian rồi. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thử qua vô số phương pháp, kết quả không hề dung chuyển được tế đàn này nửa phần. Cũng may bây giờ các nàng là tu tiên giả, đã có thể tích cốc. Cho dù không ăn không uống cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cảm giác bị vây ở đây quả thật khó chịu, còn có thể sẽ làm chậm trễ mọi chuyện. Cái gì vạn năm, cái gì thanh tu? Triệu Yêu Yêu cau chặt mày, chỉ vào bệ đá màu đen bên trên tế đàn, âm thanh đó dường như phát ra từ dưới đáy tế đàn này. Âm thanh này có chút quỷ dị. Diệp Mộng Oánh trời sinh tính tình cẩn thận. Nhớ lại âm thanh vừa nãy, rất nhẹ, lại rất xa, thậm chí không giống như phát ra từ thế giới này. Không phải phát ra từ thế giới này. Triệu Yêu Yêu sửng sốt, vô thức hỏi, chẳng lẽ lại từ trái đất truyền đến? Diệp Mộng Oánh cũng nghĩ đến khả năng này, ngược lại có khả năng, cũng chưa chắc đã là trái đất, nhưng dưới đáy của tế đàn nhất định thông đến một thế giới khác. Giống như truyền tống trận vậy. Triệu Yêu Yêu hỏi. Không chỉ là truyền tống trận. Diệp Mộng Oánh lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ sợ đây chính là một kiệt tác của Vạn Hỏa giáo dùng vạn năm thời gian phục sinh Dã Hỏa lão tổ, đồng thời bồi dưỡng tín đồ thế giới khác, chờ thời cơ thích hợp sẽ dùng loại tế đàn này tập trung tất cả đến Tiên Vân Đại Lục, nhất cử phản công. Vậy thì đáng sợ quá. Triệu Yêu Yêu liên tưởng đến cảnh tượng đó, cái gì tường lửa cũng không ngăn được công kích vô cùng vô tận. Diệp Mộng Oánh gật đầu, nói với Triệu Yêu Yêu, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để ra ngoài. Trở lại đảo thần tiên, công bố việc này cho mọi người. Đúng vậy, Triệu Yêu Yêu cũng cảm thấy việc này vô cùng khẩn cấp, nhưng vẫn lo lắng nói, chỉ là, nếu không đánh tan được tế đàn này, chúng ta không ra ngoài được. Lúc này, trên bệ đá màu đen của tế đàn bỗng dưng toát lên từng sợi khói đen, tiếp theo ngưng thành hình dáng của tâm ma kỳ chủ. Đừng hòng ra ngoài, các ngươi ra ngoài không được đâu. Tâm ma kỳ chủ cười gằn, bổn kỳ chủ đã sống lại rồi. Ta đã nói từ trước, ta giết không chết đâu. Triệu Yêu Yêu tức giận xông lên phía trước, một quyền đánh tan cơ thể vừa mới ngưng thực của tâm ma kỳ chủ. Qua một khoảng thời gian nữa, tâm ma kỳ chủ lại xuất hiện, chật chật chật, thời gian trung đụng vẫn còn dài lắm, chưa gì đã nổi nóng như vậy rồi. Không biết lần thứ bao nhiêu, thân hình tâm ma kỳ chủ lại ngưng thực lần nữa, gương mặt chỉ toàn là nụ cười, hai vị tiên tử, các ngươi còn chịu đựng được nữa không? Giết ngươi một vạn lần cũng không thành vấn đề. Diệp Mộng Oánh lạnh giọng nói. Triệu Yêu Yêu cố nén lửa giận, đúng, có liều mạng, ta cũng phải phá hủy tế đàn này, tránh cho đám tà ma ngoại đạo các ngươi đi hại người nữa. Mặc kệ các ngươi giết ta bao nhiêu lần cũng không có tác dụng đâu. Tâm ma kỳ chủ biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu, quyết định không phản kháng, mặc cho hai nàng giết, chẳng qua chỉ tốn chút thời gian phục sinh mà thôi. Nhân đây ta nói cho các ngươi biết, dưới đáy tế đàn chính là chủ thánh giáo ta, Dã Hỏa Thánh Quân. Đương nhiên, các ngươi hay gọi ngài là Dã Hỏa Lão Tổ. Ta nói khắp nơi không tìm thấy, thì ra lão tặc này đã trốn. Diệp Mộng Oánh lạnh giọng nói, nếu đã biết chỗ ẩn thân của ông ta, thời gian ông ta thật sự biến mất đã không còn xa. Sai, 10 phần sai. Tâm ma kỳ chủ không khỏi đắc ý cười nói, vừa lúc ngược lại, nếu lão tổ đã tỉnh. Điều này nói rõ ngài ấy đã khôi phục được độ kiếp kỳ, thời cơ phục sinh rất nhanh sẽ đến. Diệp Mộng Oánh khinh thường nhìn tâm ma kỳ chủ, ngươi đừng có nằm mơ nữa. Cho dù lão tổ các ngươi thức tỉnh, cũng không tại thế được đâu. Tiên Vân Đại Lục bây giờ đã sớm không còn là Tiên Vân Đại Lục lúc trước. Tâm ma kỳ chủ vỗ tay nói, ngươi nói không sai, Tiên Vân Đại Lục xác thực không phải Tiên Vân Đại Lục năm đó. Đám tiên khôi chính đạo có chút nghiêu bức lúc trước đã chết hết, chỉ còn lại đám tu tiên giả chỉ có bề ngoài như các ngươi. Đây chính là thiên đạo, là thời cơ tốt để thánh giáo chúng ta phục hưng. Chỉ sợ ngươi đã tính toán nhầm rồi. Triệu Yêu Yêu lạnh giọng nói, mặc dù cao thủ tu tiên chính đạo đã chết nhưng người trên đảo thần tiên chúng ta, tu vi đều cao hơn so với trước đó. Chúng ta không giỏi về pháp thuật nhưng Cơ tỷ tỷ và Nguyệt tỷ tỷ lại khác. Bọn họ vừa ra tay. Tùy thời có thể tiêu diệt các ngươi. Ha ha,
Tâm ma kỳ chủ khinh thường cười nói, đúng là suy nghĩ ấu trĩ. Lão tổ tiềm tu vạn năm, mặc dù cảnh giới chưa đột phá độ kiếp kỳ nhưng uy năng há đám công tử bột các ngươi có thể so sánh. Triệu Yêu Yêu khó chịu nói, Mộng Oánh tỷ tỷ, người này đáng ghét quá, giết ông ta đi. Các ngươi giết bao nhiêu lần rồi, có tác dụng không? Tâm ma kỳ chủ nghe xong, cười lạnh, ta nhớ tiểu cô nương ngươi vừa rồi có nói một câu, nói là nhân vật phản diện thường hay chết sớm vì nói nhiều. Ha ha, bổn kỳ chủ sẽ nói cho ngươi biết, sở dĩ ta nói nhảm với các ngươi nhiều như vậy chỉ là muốn tiêu hao linh khí của các ngươi nhiều hơn mà thôi. Các ngươi không biết nhiều pháp thuật thần thông nhưng nội tình trong cơ thể lại không kém. Tế đàn cần linh khí của các ngươi. Chờ đến khi các ngươi bị hút khô, các ngươi sẽ trở nên vô dụng. Đến lúc đó, bổn kỳ chủ một câu nói nhảm cũng sẽ không nói với các ngươi. Vậy bây giờ ngươi câm miệng cho ta đi. Diệp Mộng Oánh phất tay chém ra một luồng kiếm khí, một lần nữa chém tâm ma kỳ chủ thành tàn ảnh, trong phút chốc tiêu tán. Tuy nhiên, tâm ma kỳ chủ chỉ là vấn đề nhỏ. Thứ mà dưới tế đàn này đang cất giấu mới là thử thách to lớn. Triệu Yêu Yêu lại có chút bi quan, bây giờ chúng ta bị vây ở đây không ra được, chúng ta biết phải làm sao. Không thể từ bỏ, ánh mắt Diệp Mộng Oánh hiện lên sự kiên nghị, có thể vây khốn người chỉ có ba loại, một là trận pháp, hai là cấm chế, ba là quy tắc. Có thể khống chế lực quy tắc nhất định phải là tu tiên giả độ kiếp kỳ đại viên mãn trở lên. Cho nên, điểm này được loại trừ. Nếu là trận pháp, gần đây nhất định sẽ có nguyên liệu dùng để thiết lập trận pháp, như linh thạch, linh phù, đồ lục, những thứ này phải dựa theo quy tắc bài bố nhất định. Chúng ta chỉ cần tìm ra quy luật vận hành, đẩy ngược trở về là có thể phá giải. Nhưng ta nhìn gần đây không có nguyên liệu trận pháp gì, cho nên cái này cũng tạm thời được loại trừ. Cấm chế thì khác, cấm chế bình thường do người có tu vi cao thiết kế ra, đặc biệt ngăn cản người có cảnh giới thấp hơn tiến vào. Chúng ta đã có tu vi độ kiếp sơ kỳ, trừ phi người thiết kế cấm chế có cảnh giới đại viên mãn, nếu không, bọn họ sẽ không có khả năng vây được chúng ta. Triệu Yêu Yêu suy nghĩ một chút liền nói, vừa rồi tâm ma kỳ chủ có nói, lão tổ của bọn họ chính là độ kiếp kỳ viên mãn. Dã hỏa lão tổ, vạn năm trước chính là đại viên mãn, nhưng về sau bị hơn 10 vị tiên khôi chính đạo đánh chết, thậm chí thần hồn tứ tán. Ông ta ẩn núp một vạn năm. Bây giờ đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Tâm tư Diệp Mộng Oánh thay đổi thật nhanh, càng không ngừng cân nhắc sự khác biệt giữa những tin tức này, ý đồ tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc tế đàn này là thứ gì, nhưng tế đàn này cũng đã có thời gian vạn năm, rất có thể đã được tạo ra từ trước khi Dã Hỏa lão tổ vẫn diệt. Tuy nhiên, làm sao ông ta có thể cam đoan tế đàn này vạn năm không bị hủy? Cho dù địa tế đàn ở một thế giới khác, làm sao ông ta có thể cam đoan địa tế đàn không bị thế giới đó hủy đi? Trừ phi, Diệp Mộng Oánh nghĩ đến một khả năng. Triệu Yêu Yêu vội hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi địa tế đàn được bố trí tại một nơi linh khí không được dư thừa. Ánh mắt Diệp Mộng Oánh sáng lên, dị giới gần với Tiên Vân Đại Lục nhất chỉ sợ là. Triệu Yêu Yêu mở to mắt, chẳng lẽ là trái đất? Diệp Mộng Oánh nói, chỉ cần thông báo cho Vũ Cơ, còn có Ngọc Mị. Để bọn họ đi thăm dò một chút là biết. Nhưng làm sao chúng ta có thể truyền tin ra ngoài? Triệu Yêu Yêu khó hiểu hỏi. Thật ra cũng không phải là không có cách. Biểu hiện Diệp Mộng Oánh rất kiên định, hiển nhiên đã có chủ ý. Tuy nhiên, chỉ cần ngươi chịu nguy hiểm một chút. Yêu Yêu, ngươi có ý tưởng gì không? Đương nhiên phải làm rồi. Triệu Yêu Yêu tức giận nhảy dựng lên. Gặp nguy hiểm thì sợ cái gì? Chỉ cần không chết, lúc nào cũng có thể khôi phục. Cho dù chết, tìm phu quân cứu sống không được sao? Diệp Mộng Oánh cười nói, chết thì không có phần đâu. Mộng Oánh tỷ tỷ, ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Triệu Yêu Yêu nghiêm túc nói, trước kia tỷ tỷ hay nói với ta, mọi thứ phải lấy đại cục làm trọng. Trước kia ta không hiểu, bây giờ vừa lúc thực hành luôn. Yên tâm đi, chỉ hơi nguy hiểm một chút thôi, ta cũng không nỡ để ngươi liều chết đi làm cái gì cả. Diệp Mộng Oánh xoa đầu Triệu Yêu Yêu, sau đó nhỏ giọng nói bên tai nàng, mặc dù chúng ta không thể truyền tin tức ra ngoài, nhưng tâm ma kỳ chủ nhất định có thể, chỉ cần chúng ta có thể khống chế được ông ta, nhất định có thể truyền tin tức đi. Làm sao khống chế? Triệu Yêu Yêu nghĩ không ra biện pháp gì tốt, ông ta không sợ chết, lát nữa cũng sẽ phục sinh, uy hiếp cũng vô dụng. Ta cũng không phải phu quân,
có thể tùy tiện đâm người khác một châm là có thể khiến người khác ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Mộng Oánh đột nhiên hỏi, người còn nhớ những sợi tơ kia không? Nhớ, Triệu Yêu Yêu nói, tâm ma kỳ chủ chính là dựa vào tâm ma võng tuyến này khống chế tư tưởng những người khác. Lần này phương pháp của chúng ta trái ngược. Diệp Mộng Oánh tiếp tục giải thích, người không biết trận pháp nhưng người có một kỹ năng ngay cả phu quân cũng không sánh bằng. Đó chính là kỹ thuật hacker. Trước đó người cũng đã dùng qua, hẳn đã quen thuộc với quy tắc vận hành tâm ma võng. Triệu Yêu Yêu lập tức ngầm hiểu, Mộng Oánh tỉ tỉ, người nói chính là thông qua tâm ma võng, khống chế tâm ma kỳ chủ để ông ta thay chúng ta truyền tin tức. Lúc này, tâm ma kỳ chủ lại xuất hiện lần nữa, gương mặt nở nụ cười trào phúng như có như không. Đừng có nằm mơ nữa, các ngươi không khống chế được ta đâu. Tiên Vân Đại Lục, đảo thần tiên. Thì ra là thế. Cơ Thanh Ảnh giật mình, lạnh giọng nói, khó trách tại sao chúng ta không tìm được tung tích Dã Hỏa lão tổ, thì ra lão ta núp bên trong tế đàn. Vẫn còn chưa xác định đó chính là Dã Hỏa lão tổ. Nguyệt Thanh Nhã ngược lại ổn trọng hơn một chút, ánh mắt đẹp thản nhiên nhìn tâm ma kỳ chủ đang quỳ gối trước mặt các nàng, ngươi còn cái gì muốn nói nữa không? Vẻ mặt tâm ma kỳ chủ cực kỳ sợ hãi, rõ ràng hai nữ nhân trước mắt đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng ông ta lại chỉ cảm nhận được một hơi lạnh thấu xương. Khoảng nửa canh giờ trước đó, Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu liên thủ lại, thông qua tâm ma võng trực tiếp phản chế tâm ma kỳ chủ, khiến ông ta phải chạy đến đảo thần tiên ở Lam Kinh báo tin. Mộng Oánh và Yêu Yêu đúng là có ý tưởng, bọn họ muốn giết người đích thật có chút phiền phức. Nhưng khống chế ngươi cũng không cần phải phí nhiều khí lực. Cơ Thanh Ảnh khoát tay, di chuyển tâm ma võng của tâm ma kỳ chủ. Nếu đây là thiên phú mạnh nhất của tâm ma kỳ chủ, bây giờ lại trở thành nhược điểm lớn nhất của ông ta. Tâm ma kỳ chủ nơm nớp lo sợ, nhưng không dám phát ra nửa lời oán giận. Nguyệt Thanh Nhã lên tiếng, trước đưa người này vào hàn lao, chờ giải quyết xong việc này, xử lý ông ta cũng không muộn. Cũng được. Cơ Thanh Ảnh nhấc tay bắn ra mấy chục luồng hàn mang, trói chặt thần hồn tâm ma kỳ chủ, ném thẳng ông ta vào hàn lao. Lao hình nằm giữa không trung, sau khi nuốt lấy tâm ma kỳ chủ, trong phút chốc biến mất không thấy đâu. Bây giờ ngươi dự định ứng đối như thế nào? Cơ Thanh Ảnh nhìn Nguyệt Thanh Nhã, chờ đối phương đưa ra quyết định. Ta muốn đến trường Mộng Châu một chuyến. Cơ Thanh Ảnh cũng không do dự, lập tức đưa ra quyết đoán, ngươi thông báo cho Tiểu Mị và Vũ Cơ ở trái đất. Để bọn họ tìm kiếm có địa tế đàn ở đó hay không. Cơ Thanh Ảnh trầm ngâm nói, với bản lãnh của bọn họ, đoán chừng chưa đến một canh giờ là có thể tìm ra. Đến lúc đó, để bọn họ phá tế đàn hay là tìm phu quân để hắn làm. Chuyện lớn như vậy, phu quân chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nguyệt Thanh Nhã cười nhạt, có một số người trời sinh chính là nhân vật chính, vừa có chuyện lớn, hắn đều sẽ chủ động hoặc bị cuốn vào trong đó, từ đó thay đổi thế cục. Cho nên, hơn phân nửa phu quân ở đâu, cái gọi là địa tế đàn sẽ nằm ngay ở đó. Cơ Thanh Ảnh nghe được câu trả lời, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó mỉm cười, lòng tin của ngươi đối với hắn quả thật rất mạnh. Khó trách hắn luôn xem ngươi là ánh trăng sáng dưới đáy lòng. Ngươi đang ăn dấm sao? Nguyệt Thanh Nhã nhìn Cơ Thanh Ảnh, lòng tin của ta đối với ngươi cũng rất mạnh. Quên đi, Cơ Thanh Ảnh khoát tay, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ngươi mau chóng đến trường Mộng Châu đi, cứu Mộng Oánh và Yêu Yêu ra. Ta đoán chừng Yêu Yêu nha đầu sắp nhịn gần chết rồi. Nguyệt Thanh Nhã gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở ta vừa đi, đám yêu ma quỷ quái tiềm ẩn ở Lam Kinh khẳng định sẽ ngo ngoe muốn động, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đám phế vật đó, chỉ cần dám động đến ta, ta sẽ nhổ tận gốc bọn chúng. Cơ Thanh Ảnh khinh thường nói, có gì cần phải cẩn thận chứ? Ban đầu ta cố ý dẫn dụ bọn chúng đến Lam Kinh, tất cả đều nằm trong dự liệu của ta. Vậy là tốt rồi, thân hình Nguyệt Thanh Nhã như khói như sương, trong phút chốc liền biến mất. Trái đất, tiểu tiên giới, thiên ngoại thiên, Triệu Vũ Cơ đang ở bên trong chỗ thiên đế, đang tiến hành huấn luyện tàn khốc đối với Tô Bối Bối. Tô Bối Bối đã có chút hối hận vì đã đồng ý với Triệu Vũ Cơ. Nàng không thích làm tổng giám đốc. Nhất định phải trở nên cường đại, kết quả bị người ta ngược đến dục tiên dục tử. Tuy nhiên, nghĩ đến việc sau này có thể chống lại được Hạ Thiên, trong lòng nàng thoáng thăng bằng lại một chút. Ngươi đến đây một chút đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Dạ Ngọc Mị bỗng nhiên xuất hiện bên trong không gian ngăn cách, khẽ gọi Triệu Vũ Cơ. Ngươi luyện tiếp đi, ta ra ngoài một chút. Triệu Vũ Cơ gật đầu, dặn dò Tô Bối Bối một câu, sau đó cùng với Dạ Ngọc Mị rời đi. Hừ, vênh váo cái gì? Gương mặt Tô Bối Bối hiện lên sự bất mãn, có việc mà bỏ ta lại như thế, nhất định là có chuyện cổ quái rồi. Một bên khác, Triệu Vũ Cơ đi theo Dạ Ngọc Mị đến một mật thất. Đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Vũ Cơ thấy gương mặt Dạ Ngọc Mị hiện lên sự ngưng trọng, không khỏi hỏi một câu. Dạ Ngọc Mị điểm ra một luồng thần thức, phân cho Triệu Vũ Cơ. Sao? Triệu Vũ Cơ xem xong đoạn thần thức, lông mày cau lại, việc này là thật. Là do khi các nàng tiểu sát tàn quân vạn hỏa giáo phục hưng mà phát hiện ra. Dạ Ngọc Mị chậm rãi giải thích, tuy nhiên, chỉ cần suy đoán một chút cũng biết được việc này 8-9 phần là thật. Năm đó, Dã Hỏa lão tổ bị vây giết, thần hồn tứ tán, nhưng ai cũng không tìm được nó tán đi nơi nào, cho nên đã không thể trảm thảo trừ căn. Nhưng địa tế đàn thật sự đang ở trên trái đất sao? Triệu Vũ Cơ hơi do dự hỏi. Trước mắt còn chưa xác định. Dạ Ngọc Mị cẩn thận suy nghĩ lại, theo lẽ thường mà suy đoán, cũng không có khả năng. Bởi vì Dã Hỏa lão tổ muốn phục sinh, nhất định phải tìm một nơi linh khí sung túc để cung cấp nuôi dưỡng. Linh khí trái đất mỏng manh như vậy, thiết lập địa tế đàn ở đó, cố nhiên không có ai quấy nhiễu, nhưng sẽ kéo dài thời gian khôi phục của ông ta, trừ phi. Triệu Vũ Cơ liên tưởng đến chuyện mà các nàng điều tra trong khoảng thời gian vừa qua, lập tức tiếp lời, trừ phi trên trái đất có một nơi ẩn chứa linh khí sung túc, đủ cung cấp cho địa tế đàn dùng trong vạn năm. Tuy nhiên, người ở trung tâm bí cảnh tuyệt đối không phải Dã Hỏa lão tổ. Dạ Ngọc Mị lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói, Dã Hỏa lão tổ không ở bất cứ thế giới nào, mà là dùng loại tế đàn này dựng ra một khe hở thời không bên trong dòng sông thời gian, cung cấp nơi ẩn núp chữa thương cho ông ta. Triệu Vũ Cơ tán đồng thuyết pháp này, người đến trái đất vạn năm trước có liên quan gì với Vạn Hóa lão tổ, chẳng lẽ bọn họ cùng một bọn? Chưa hẳn. Dạ Ngọc Mị lắc đầu phủ định suy đoán này, thời gian người kia đến trái đất sớm hơn, về sau cũng không biết vì nguyên nhân gì mà thiết lập ba bí cảnh, sau đó an nghỉ bên trong. Dã Hỏa lão tổ hẳn là về sau mới đến trái đất, phát hiện có người này tồn tại, nhưng không dám quấy nhiễu, lại âm thầm thiết kế địa tế đàn, lén lút hấp thu sức mạnh của người này cho mình dùng. Nói như vậy, thật ra cũng đã giải thích một vấn đề. Ánh mắt Triệu Vũ Cơ hiện lên nộ khí. Vì sao rõ ràng có ba đại bí cảnh, nhưng linh khí tràn ra mặt đất vẫn mỏng manh như cũ, chắc chắn đã bị địa tế đàn kia cướp hết. Dạ Ngọc Mị mỉm cười, nói nhiều như vậy, tất cả cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Triệu Vũ Cơ lạnh lùng nói, vậy chúng ta đi tìm địa tế đàn đó đi, thuận tiện dạy cho Dã Hỏa lão tổ một bài học khó quên. Thật ra cũng không cần tìm, địa tế đàn ở đâu, ta cũng đã đoán được một hai. Dạ Ngọc Mị nói. Triệu Vũ Cơ hỏi, ở đâu? Ở Nam Cương, Dạ Ngọc Mị khẳng định, nói một cách chính xác, chính là Nguyệt Phương Nguyên. Nguyệt Phương Nguyên, Triệu Vũ Cơ sửng sốt, nơi đó hẳn là thông đạo thông đến bí cảnh Liên Thiên Cung. Lập tức nàng bừng tỉnh, đúng vậy, bởi vì nơi đó câu thông đến Liên Thiên Cung, nó lại càng thuận tiện hấp thu linh khí bên trong bí cảnh, hơn nữa còn không dễ dàng bị người ta phát hiện. Không sai. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói, thật ra chúng ta còn phải cảm ơn chồng. Bây giờ hắn đang ở Nguyệt Phương Nguyên, chúng ta chạy đến đó giúp hắn đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi. Triệu Vũ Cơ gật đầu. Nam Cương, Nguyệt Phương Nguyên. Vạn năm, trả hết nợ tu. Hạ Thiên nghe được âm thanh này, không khỏi bật cười, dưới tế đàn này ẩn giấu đại vương bát sao. Thế nào? Mặc dù Y Tiểu Âm không nghe được âm thanh đó, nhưng nghe được Hạ Thiên nói, lập tức cảm thấy không thích hợp, vội vàng tiến lên. Vợ Y, không có việc gì đâu. Hạ Thiên cười nói, dưới đáy tế đàn này hình như cất giấu một con đại vương bát vạn năm. Ông ta dường như không muốn ta chữa khỏi cho người này. Làm càn, âm thanh kia vẫn xuyên từ dưới đáy tế đàn, xuyên qua ngân châm truyền vào trong đầu Hạ Thiên, người dám bất kính với lão phu, người muốn chết. Đừng truyền nữa, khó chịu quá. Hạ Thiên gắt một cái, bỗng nhiên rút ra ngân châm, trực tiếp truyền âm thanh truyền ra bên ngoài, ta ghét nhất loại lão lưu manh giống như ngươi. Cổ thần bà nghe được âm thanh này,
bỗng dưng biến sắc, âm thanh này nghe rất quen tai. Nó đã từng vang lên trong đầu ta mấy trăm năm trước. Lúc đó, nó luôn thúc ta mở ra bí, ta còn tưởng rằng đó là tâm ma của mình. Nói đến chỗ mấu chốt, cổ thần bà bỗng dưng dừng lại, bỏ mất một chữ nào đó. Đó không phải tâm ma mà là đại vương bát. Hạ Thiên cười nói, vợ y y, chúng ta đập bỏ tế đàn này đi, bắt con rùa dưới đó mang đi nấu canh, như thế nào? Y Tiểu Âm dở khóc dở cười nói với Hạ Thiên, người này ẩn núp bên dưới tế đàn, tu vi nhất định không yếu. Người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Có cái gì cần phải cẩn thận chứ? Hạ Thiên nhếch miệng khinh thường, ta đã nói từ trước, chỉ có phế vật và ngu ngốc mới thích trốn trốn tránh tránh. Con rùa này nói mình ẩn núp một vạn năm, như vậy ông ta chính là lão tổ tông của phế vật và ngu ngốc, lại càng không có gì phải sợ. Hạ Thiên, người đừng xúc động. Biểu hiện cổ thần bà trở nên cực kỳ ngưng trọng, không biết nghĩ đến điều gì, ban đầu ta muốn người phá vỡ tế đàn, sau đó âm thầm ngắt kết nối thông đạo đến bí cảnh thiên cung, đề phòng chủ nhân của âm thanh này. Nếu bây giờ ông ta đã tỉnh, chúng ta đừng nên chọc giận ông ta. Chúng ta không phải đối thủ của ông ta đâu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, mấy loại phế vật này, một mình ta cũng có thể giải quyết. Các ngươi lui sang một bên đi, bây giờ ta đi phá tế đàn này. Lão Phu chính là Dã Hỏa lão tổ vạn năm trước, tung hoành liên minh tu tiên, quét ngang 72 giới vực. Âm thanh dưới đáy kia giận không được mắng to, đám sâu kiến các ngươi cũng dám bất kính đối với lão Phu. Xem ra vạn năm trôi qua, những giới vực này đã quên mất sự kinh khủng của lão Phu. Vậy để lão Phu cho các ngươi biết cái gì gọi là thiên uy. Một giây sau, cả tòa tế đàn lắc lư. Không đúng, hẳn là toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Không phải lắc lư theo kiểu địa chấn, mà giống như toàn bộ trái đất đang run lên vì sợ. Thả cái rắm, uy lực vẫn còn lớn lắm. Hạ Thiên vẫn thái độ hờ hững như cũ, cũng không vì thế mà sinh lòng e ngại, ngược lại còn thêm khinh thường, có gan thì ngươi nhảy ra đây đánh với ta một trận. Mấy chiêu thức hù dọa như thế hoàn toàn vô dụng đối với ta. Nghĩ không ra, một khu vực tiên khí như vậy lại có đám sâu kiến cuồng vọng giống như ngươi. Âm thanh kia giận quá hóa cười, lạnh giọng nói, vậy lão Phu sẽ dùng một phần vạn pháp lực chơi đám với sâu kiến các ngươi một chút. Dứt lời, bệ đá màu đen bỗng dưng tuôn ra liệt hỏa cuồn cuộn, bao phủ Ni Ma La bên trong. Tiếp theo, hỏa lưu bắn tung tóe bốn phía, toàn bộ đỉnh tế đàn biến thành một biển lửa. Nguy hiểm, mọi người mau xuống dưới đi. Ánh mắt Y Tiểu Âm ngưng lại, dự cảm có chút không ổn, lập tức tiến lên muốn lôi Hạ Thiên đi. Hạ Thiên đưa tay ôm lấy nàng, nhắc nhở, vợ y y, nàng đừng sợ, không có nguy hiểm gì đâu. Nếu nhảy xuống mới dễ dàng chết đấy. Không sai, cổ thần bà gật đầu, trên đài đích thật nguy hiểm, nhưng nếu rời khỏi tế đàn, chắc chắn sẽ phải chết. Không tin, các ngươi nhìn xuống dưới đi. Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc vội quay đầu nhìn thoáng xuống dưới đài, chỉ thấy trong phạm vi trăm thước xung quanh tế đàn. Cỏ cây chết khô, ngay cả bùn đất cũng phân thành từng khối. A, Ni Ma La đang tắm trong liệt hỏa cuồn cuộn bỗng dưng mở mắt, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đúng là ông trời cũng giúp ta, cơ thể này ngược lại hợp với hỏa tính. Lão Phu vốn định nghỉ ngơi lấy lại sức ở thế giới này, cho nên chỉ hút chút linh khí mà thôi. Nếu các ngươi đã đánh thức Lão Phu, vậy ta sẽ diệt thế giới này, tế luyện hàng trăm triệu sinh linh, khôi phục lại ma khu bản tổn cho Lão Phu. Lão đầu, Gia Châu đừng thổi lớn quá. Hạ Thiên lười biếng liếc nhìn Ni Ma La, ta thấy ngươi nên chọn một khu đất để chôn đi. Dù sao, giá đất bây giờ đang tăng rất nhanh, đừng để đến lúc đó chết không có chỗ chôn. Cơ thể Ni Ma La lúc này đã khôi phục lại thời khắc đỉnh phong, còn có hỏa khí quấn quanh. Ông ta khinh thường quát, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, ngươi đúng là cuồng vọng vô tri. Chẳng qua ngươi chỉ có tu vi kim đan kỳ. Ngươi cũng dám phát ngôn bừa bãi trước mặt lão Phu. Đánh ngươi không cần tu vi gì cả. Hạ Thiên cười nói, ta hy vọng ngươi thật sự lợi hại, có thể chơi với ta thời gian lâu hơn. Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ni Ma La khoát tay, bắn lửa về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tùy ý vung tay, quét sạch đám hỏa tinh kia. Bồng, bồng, bồng. Đám hỏa tinh vỡ nát, nổ thành lửa nóng hừng hực. Một luồng sóng xung kích cường đại xông đến khiến Y Tiểu Âm có chút đứng không vững. Nếu không có cổ thần bà che chở,
Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc đoán chừng đã bị nướng thành than. Lửa này quá lợi hại rồi. Lương Diệu Trúc kinh hãi nói, chẳng giống lửa trên trái đất gì cả. Cổ thần bà thản nhiên nói, đây vốn không phải lửa trên trái đất đâu, chỉ là ta không biết nó đến từ thế giới nào. Uy lực của ngọn lửa này quá lớn, đoán chừng kim cương cũng có thể bị đốt thành tro trong nháy mắt, ngay cả đạn hạt nhân cũng có thể đốt luôn. Hạ Thiên chẳng phải chết chắc sao? Lương Diệu Trúc hỏi. Yên tâm đi, hắn không chết được đâu. Ngài Luân mỉm cười, khinh thường nói, có đôi khi, sức mạnh đáng sợ nhất trên thế giới vĩnh viễn là con người. Lương Diệu Trúc khó hiểu, không biết lời này của Ngài Luân là có ý gì, người không phải là loại yếu ớt nhất sao? Những bài hát ca tụng của nhân loại đều là những bài hát ca tụng dũng khí, là sử thi lấy yếu thắng mạnh, tồn tại rất lâu trong dòng sông thời gian. Ngài Luân kiên định nói, mặc kệ người này đến từ thế giới nào, mặc kệ muốn làm gì, dám khiêu chiến với nhân loại, ông ta cũng chỉ có một con đường chết. Hồ Hóa Vũ kỳ quái nhìn Ngài Luân, Ngài tiên sinh, ngài cũng xem anime sao? Ha ha, khi rảnh rỗi, ta cũng đọc để giết thời gian. Ngài Luân mỉm cười xấu hổ, các ngươi đừng phân tâm, cẩn thận quan sát cuộc chiến tiếp theo. Tin ta đi, các ngươi tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Một bên khác, Nima La đích thật cau mày. Bởi vì hỏa tinh mà ông ta bắn ra cũng không thiêu chết Hạ Thiên, thậm chí còn không chạm được đến quần áo của hắn. Có chút thú vị, Hạ Thiên phất tay, nhẹ nhàng phủi đi đám bụi lửa quấn bên ngoài cơ thể của hắn. Lão đầu, ta là băng hỏa linh thể, đám đồ chơi này của ngươi vô dụng với ta. Băng hỏa linh thể, một thể chất phế vật mà cũng đáng nói ra. Nima La cau mày, lạnh giọng nói, lão phu là vạn hỏa linh thể, là linh căn đỉnh phong trên bảng thánh linh, cao hơn ngươi không biết mấy vạn cấp bậc. Hạ Thiên khinh thường lắc đầu, thể chất linh căn còn phải phân biệt người. Loại thiên tài giống như ta, phối thêm băng hỏa linh thể cũng đủ ngược ngươi đến chết đi sống lại. Loại rác rưởi giống như ngươi, cho dù thể chất linh căn có tốt, cũng chỉ bị ăn đòn mà thôi. Buồn cười. Nima La khịt mũi coi thường Hạ Thiên, thân ảnh bỗng dưng lóe lên, khi xuất hiện lần nữa là sau lưng Hạ Thiên, vậy để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Bành. Một luồng hỏa lưu được đốt lên từ chỗ Nima La đứng trước đó, đốt xuyên qua cơ thể Hạ Thiên, sau đó rơi vào lòng bàn tay Nima La. Lão đầu, người hoa mắt rồi sao? Hạ Thiên bình yên vô sự xuất hiện tại một chỗ khác, cười giễu cợt hỏi. Ồ, là phiêu miếu bộ. Gương mặt Nima La hiện lên sự kinh ngạc, tại sao ngươi lại biết phiêu miểu bộ? Chẳng lẽ phiếu miểu tiên môn đã chinh phục được giới vực ở đây? Ngươi cũng biết phiếu miểu tiên môn, xem ra ngươi là người đến từ tiên vân đại lục. Hạ Thiên chăm chú nhìn Nima La, ta thấy phải xử lý ngươi rồi, tránh cho ngươi đến tiên vân đại lục gây phiền phức cho các bà vợ của ta. Nếu ngươi đã có liên quan đến phiếu miểu tiên môn, ngươi cũng sẽ phải chết. Ánh mắt Nima La giấy lên ngọn lửa, tức giận nói, vạn năm trước, lão phu bị đám tiên khôi chính đạo của phiếu miểu tiên môn liên thủ ám toán mới lưu lạc đến tận đây. Bây giờ lão phu muốn tái xuất giang hồ, nhất định phải trảm thảo trừ căn đám người các ngươi. Hạ Thiên khoát tay, cười nói, ngươi đừng nói nhảm nữa, muốn đánh thì hãy đánh cho thống khoái một trận đi. Ngươi chẳng qua chỉ ngăn được lão phu hai kích thì đã đắc ý. Nima La lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, chỉ tay vào Hạ Thiên mà nói, lão phu sẽ dạy cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt. Một luồng hỏa lưu bành trướng như nước thủy triều xuất hiện, trời long đất lở nhào về phía Hạ Thiên. Lúc này, gương mặt Hạ Thiên mới hiện lên sự ngưng trọng, cũng không phải lo lắng cho mình mà là lo lắng cho Y Tiểu Âm. Vợ Y, ôm chặt ta, đừng buông tay nhé. Hạ Thiên vào đến bên cạnh Y Tiểu Âm, ôm lấy eo nhỏ của nàng biến mất. Hỏa lưu tràn qua chỗ nào, chỗ đó lập tức để lại một cái hố cực lớn. Nhiệt khí tràn ra bên ngoài cũng đã đốt toàn bộ tế đàn thành một bãi nước chảy. Quá kinh khủng rồi. Lương Diệu Trúc cả kinh đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong nháy mắt đã bị trưng thành hơi nước. Tất cả đừng động, tiến vào bên trong cổ giáp của ta mau. Biểu hiện của cổ thần bà cũng trở nên ngưng trọng, đưa tay triệu ra một con giáp trùng to lớn, ra lệnh cho tất cả trốn vào trong, né qua hỏa lưu. Người này đúng là cường giả. Điểm này không cần hoài nghi, ngay cả Hạ Thiên cũng không khỏi chăm chú hơn. Chỉ cần không cẩn thận,
đoán chừng cũng sẽ bị thiêu đến bốc hơi khỏi nhân gian. Năm đó, lão phu chỉ cách kim tiên một bước nữa thôi. Nét mặt Ni Ma La vẫn âm lãnh như cũ, giọng nói uy nghiêm, mặc dù về sau bị biếm đến Tiên Vân Đại Lục nhưng vẫn là chí tôn một phương. Nếu không phải ta bị người ta ám toán, ta đã sớm quay về liên minh tu tiên. Ta ẩn núp vạn năm chính là để quay lại đỉnh phong, một lần nữa trở về liên minh tu tiên, làm sao ta có thể để đám sâu kiến các ngươi ngăn cản bước chân chứ? Bây giờ các ngươi thần phục lão phu, cung cấp khu trì cho ta, ngày sau nói không chừng còn có thể làm chút chuyện. Nếu các ngươi vẫn còn suy nghĩ bọ ngựa đấu xe, sinh linh giới vực này sẽ cùng biến mất một chỗ. Hạ Thiên ôm lấy Y Tiểu Âm, hiện ra thân hình, đừng giả bộ nữa, kéo dài thời gian quá để làm gì. Nếu ngươi có năng lực, ngươi đã sớm làm từ trước, cần chi phải đứng đây nói nhảm. Không sai, Y Tiểu Âm cũng nói theo, nói càng nhiều càng cho thấy ngươi đang chột dạ. Ha ha ha, Ni Ma La cuồng tiếu không thôi, chỉ vào Hạ Thiên, đúng là buồn cười. Nếu không phải lão phu cảm thấy băng hỏa linh thể của ngươi còn cần dùng đến trong tương lai, các ngươi đã sớm chết vô số lần, còn dám ở đây sủa loạn. Hạ Thiên lười biếng đáp lại, ta không thể nào chết được đâu, ngược lại các ngươi mới là người phải chết. Ni Ma La cười nhạo, vậy lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao để không chết. Dứt lời, ông ta nhấc trưởng đánh ra một luồng hỏa tinh. Giống như mưa rào tầm tã, trong nháy mắt, toàn bộ Nguyệt Phương Nguyên bắt đầu cháy lên rừng rực. Người, trùng, điểu thú nơi này vô cùng sợ hãi, có cảm giác tận thế đã đến. Không xong đúng không, Hạ Thiên khó chịu, thả Y Tiểu Âm xuống, vợ Y Y, nàng chờ ta một lát, ta đi xử lý tên ngu ngốc này. Ngươi, phải cẩn thận đấy, Y Tiểu Âm biết mình không ngăn được Hạ Thiên, đành phải dặn dò một câu. Hạ Thiên hôn lên mặt Y Tiểu Âm một cái, sau đó nhảy trở về tế đàn. Nói với Ni Ma La, ngươi đừng đánh loạn xả như vậy nữa. Ngươi lợi hại như thế, ngươi có dám tiếp của ta một quyền không? Ngươi có tư cách gì mà đối quyền với lão phu? Ni Ma La khinh thường, đưa tay đánh ra mấy luồng hỏa tinh về phía Hạ Thiên. Để ngươi đừng đánh loạn con mẹ nó xả nữa, ngươi điếc sao? Hạ Thiên siết chặt nắm đấm, đột nhiên đánh tới. Bành! Một quyền đánh vào hư không, uy lực to lớn. Ngay cả không khí cũng bị đánh nổ. Mấy điểm hỏa tinh cũng bị nổ tan tành. Hỏa lưu nổ ra bị quyền kình đánh trở về. Ha ha, ngươi cũng có chút năng lực đó. Gương mặt Ni Ma La từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười khinh bỉ, đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể mà thôi. Lời còn chưa dứt, ông ta nhấn một ngón tay về phía Hạ Thiên. Một luồng hỏa quang lập tức xuyên qua mi tâm Hạ Thiên. A, à, Hạ Thiên hơi có chút thất thần. Cũng không tránh thoát, khi muốn tránh thì đã muộn. Hạ Thiên, Y Tiểu Âm nhìn thấy, cả kinh lên, lửa giận trong nháy mắt nổ tung, người đã làm gì hắn? Không có gì, Ni Ma La cười lạnh, đây chính là viêm ma hư không chỉ của lão phu. Người chúng một chỉ này, cơ thể sẽ bị hư không nuốt chửng cho đến khi hóa thành kiếp cho, không có khả năng khôi phục. Người đi chết đi, Y Tiểu Âm không kềm được, trong phút chốc vọt đến trước mặt Ni Ma La. Bay lên một cước đạp trúng trái tim đối phương. Điểm Hạ Thiên một chỉ. Mi tâm bốc hỏa, đại não bốc cháy ngay lập tức. Thuộc về đốt não. Trong giây tiếp theo, hắn cảm thấy như thể ý thức của mình tách khỏi thế giới thực, đi vào một khoảng không. Sau đó, cơ thể cũng bị đốt cháy bởi ngọn lửa kỳ lạ này, di chuyển vào khoảng không từng chút một. Thú vị thật. Hạ Thiên không vội, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ chết. Chẳng qua hắn cảm thấy chiêu thức này có chút thú vị. Sau khi chúng chiêu, nó sẽ chuyển ý thức và cơ thể của người đó vào khoảng không từng chút một. Nếu là người bình thường, trong hư không, căn bản chưa đến 3 giây sẽ bị linh áp khổng lồ nghiền nát, không còn sót lại chút gì. Hạ Thiên chưa từng cảm thấy hắn là người bình thường. Gần như ngay sau khi hắn chúng chiêu, một luồng ánh sáng bay đến từ hư không bảo vệ cả người hắn. Là ai? Trong hư không, Hạ Thiên không nhịn được lớn tiếng hỏi, ngươi là ai, tại sao lại giúp ta? Không có ai trả lời. Nhưng Hạ Thiên biết tuyệt đối có người ra tay. Sau đó, lại có một tia sáng khác chiếu tới, Hạ Thiên nhanh chóng trở về Nguyệt Phương Nguyên trên trái đất. Không thể nào. Khi Ni Ma La nhìn thấy Hạ Thiên trở về nguyên vẹn,
trong mắt ông ta như sắp rơi xuống vì kinh ngạc. Chiêu này của ngươi có chút thú vị, nhưng chẳng qua chỉ có một chút thú vị mà thôi. Hạ Thiên cười nói, ta có thể mất rất nhiều thời gian mới trở lại, nhưng cũng không hại ta nhiều lắm. Ngươi chẳng qua chỉ là kim đan kỳ mà thôi, sao có thể đối phó được viêm ma hư không chỉ của lão phu. Cho dù phân thần kỳ, hợp thể kỳ cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Ni Ma La vẫn không thể tiếp nhận một lý do gượng gạo như vậy, lập tức nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt có chút lạnh lùng, lớn tiếng hỏi, trừ phi. Chẳng lẽ là nàng ta ra tay sao? Ngươi đang nói ai vậy? Hạ Thiên lười biếng hỏi, vừa rồi có người giúp ta. Nếu ngươi nói cho ta biết, lúc đó ta sẽ cảm tạ nàng ấy một chút. Ngươi cũng xứng, Ni Ma La nhìn không được mắng Hạ Thiên một câu, lại lớn tiếng quát, tại sao ngươi lại muốn nhúng tay vào việc này? Chẳng lẽ tiểu tử này là hậu nhân của ngươi sao? Cổ thần bà nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, vị kia chẳng có liên quan gì đến Hạ Thiên. Cái gì? Ni Ma La bất mãn nhìn cổ thần bà, sau đó khinh thường nói, ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Ngươi chẳng qua chỉ là bí linh một giới, chó giữ cửa thay nàng ta mà thôi. Ta muốn nói thì nói, không liên quan gì đến việc ta có xứng hay không. Cổ thần bà lạnh nhạt phản bác một câu. Vạn năm trước, lão phu và nàng ta đã sớm có hiệp định. Lão phu mượn tinh cầu này dựng một giới vực thời không. Nàng ta bế quan của nàng ta, không can thiệp chuyện của nhau. Ni Ma La giận dữ, lạnh giọng nói, nhưng bây giờ xem ra. Nàng ta đã nổi lên tâm tư khác, trước phái đám sâu kiến các ngươi đến phá hư tế đàn, sau đó phá pháp thuật của ta, cứu tiểu tử này một mạng. Nàng ta bội ước trước, vậy cũng đừng trách lão phu không khách sáo. Ngươi tốt nhất đừng có làm loạn, cổ thần bà cảnh cáo, phá hư tế đàn là chủ ý của ta. Mấy năm qua, ngươi vẫn luôn trộm linh khí bên trong ba đại bí cảnh, khiến nàng ấy ngủ say trong cảnh giới bất ổn, cho nên ta nhất định phải trừ bỏ nó. Ni Ma La hừ lạnh một tiếng, lão phu dùng linh khí của nàng ta đó là vinh hạnh của nàng ta. Đám sâu kiến các ngươi mà cũng xứng nói câu này, các ngươi đi chết đi. Nói xong, ông ta vỗ ra một chưởng. Hỏa lưu cuồn cuộn trào lên. Trong khoảnh khắc, một nửa Nguyệt Phương Nguyên trở nên nóng rực lần nữa. Vô số hoa cỏ cây cối đều khô héo, chim thú trùng cá cũng bị đốt khô. Nếu ngươi đã muốn vạch mặt, ta cũng chẳng cần băn khoăn gì nữa. Con người cổ thần bà hiện lên kim mang nhàn nhạt. Từ trên trời, dưới mặt đất, trong nước đều toát lên cổ trùng như châm mang. Đám cổ trùng này không sợ lửa, hơn nữa còn lấy lửa làm thức ăn. Cổ trùng màu đen phô thiên cái địa đối mặt với hỏa lưu cuồn cuộn, nửa ngày cũng không rơi vào thế hạ phong. Sức mạnh ngang nhau. Hạ Thiên chợt nhận ra có gì đó không ổn. Quay đầu nhìn Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc, vợ y của ta đâu? Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc liếc nhìn nhau, đều không nói gì. Sao? Hạ Thiên cau mày. Lương Diệu Trúc bị khí thế của Hạ Thiên chấn nhiếp, vội chỉ về phía xa, tỷ ấy ở trong cái động kia. Bên trên tế đàn ban đầu lộ ra một cái huyệt động màu đen. Nhìn không thấy đáy, giống như bên trong là hỗn độn vô tận. Sau khi người bị đánh trúng, nàng ấy nổi giận. Tiến lên đánh nhau với lão đầu kia. Lương Diệu Trúc nói, tuy nhiên, tỷ ấy không phải đối thủ của lão ta, bị một trưởng của lão ta vỗ vào bên trong hắc động kia. Hạ Thiên nghe xong, không chút do dự lắc mình một cái, bay thẳng vào cái huyệt động đen như mực. Chấm. Tiên Vân Đại Lục. Nguyệt Thanh Nhã không cần thuấn thân phù, trực tiếp sử dụng phiếu miểu bộ chạy đến trường Mộng Châu, trước sau chưa đến 2 phút. Mặc dù chúng nữ đảo thần tiên đều có tu vi độ kiếp kỳ, nhưng sự chênh lệch về thực lực giữa mọi người lại vô cùng rõ ràng. Điều này thực ra không có gì lạ, giống như tầng lớp triệu phú, một số người có tài sản hàng triệu, một số người không chỉ có tài sản hàng triệu mà còn có hàng chục tỷ. Hậu cung Hạ Thiên, tu vi cao nhất là Nguyệt Thanh Nhã, Cơ Thanh Ảnh, và Dạ Ngọc Mị. Bởi vì cả ba người đều sinh ra ở Tiên Vân Đại Lục, ngay từ đầu đã là tu tiên giả. Cơ sở kiên cố, thiên phú cũng cực kỳ chắc tuyệt. Sau khi đạt đến độ kiếp kỳ, các nàng đã có đầy đủ kiến thức, nội tình dư giả, vận dụng pháp thuật thần thông mạnh hơn những người khác. Hầu hết những người khác đều sống trên trái đất, ngoại trừ người có thể chất linh căn đặc biệt như Liễu Mộng hoặc bước lên con đường tu tiên như Cố Hàm Xương, những người còn lại chỉ là những người bình thường.
Ngay cả khi bọn họ song tu với Hạ Thiên đạt đến cảnh giới rất cao trong thời gian ngắn, kiến thức về tu tiên của bọn họ vẫn còn hạn chế. Có được Bảo Sơn nhưng lại không biết làm thế nào để vận dụng. Đối phó người bình thường, thậm chí tu tiên giả phổ thông, trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng một khi gặp phải lão ma tu tiên kinh nghiệm già dặn Nguyên Anh kỳ trở lên, ứng phó sẽ có chút giật gấu vá vai. Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu chính là tình huống này. Thật ra, bọn họ đã chú ý rất cẩn thận nhưng vẫn chưa nhận biết đầy đủ về hiểm ác trong giang hồ. Tu tiên giả đã thoát ly cấp độ người. Dùng tư duy của người để đối phó tu tiên giả là một sai lầm. Nếu không phải tu vi hai người cao thâm, đoán chừng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Đến trường Mộng Châu, Nguyệt Thanh Nhã trước thanh tẩy đám người Bộ Băng Khanh, tất cả tà ma ngoại đạo phải trừ tận gốc. Bất cứ khi nào có dấu hiệu không khoan dung, người bị phản phệ cuối cùng chính là mình. Nguyệt Thanh Nhã sinh trưởng ở phiếu miểu tiên môn, lúc trước đã trải qua hồng trần lịch luyện, xử lý đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng. Sau khi thanh trừ tàn nghiệt vạn hỏa giáo xong xuôi, Nguyệt Thanh Nhã mới đến tế đàn ở trường Mộng Xuyên. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đến rồi. Triệu Yêu Yêu nhìn thấy Nguyệt Thanh Nhã, vội tiến lên ôm lấy nàng, nơi này chán quá. Nếu tỷ không đến, ta sẽ chết ngạt mất. Nguyệt Thanh Nhã xoa đầu Triệu Yêu Yêu, cười nói, Mộng Oánh đâu? Dưới đáy tế đàn, Triệu Yêu Yêu đưa tay chỉ một cái, vừa rồi hình như có âm thanh phát ra từ dưới đáy tế đàn, hơn nữa còn xuất hiện một cái hố lạ. Mộng Oánh tỷ tỷ bảo ta canh ở đây, còn tỷ ấy xuống dưới tra xét. Bây giờ tỷ ấy còn chưa lên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta biết rồi, Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười vỗ mặt Triệu Yêu Yêu, không có chuyện gì đâu, để ta dẫn muội xuống dưới đó xem một chút. Triệu Yêu Yêu gật đầu, được. Một vầng hào quang giống như mặt trăng đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể Nguyệt Thanh Nhã, bao phủ nàng và Triệu Yêu Yêu lại. Sau đó, cả hai bay lên đỉnh tế đàn. Bệ đá màu đen ở đó đã sụp đổ, lộ ra một cái hố đen kịt, không biết dẫn tới đâu. Mộng Oánh tỷ tỷ, người còn ở bên trong không? Triệu Yêu Yêu lớn tiếng gọi bên ngoài cửa hang, Nguyệt tỷ tỷ đến cứu chúng ta. Trong động không có ai trả lời. Âm thanh dường như không truyền vào trong, hoặc nó đã bị nuốt trực tiếp. Vào trong đó xem đi. Nguyệt Thanh Nhã suy nghĩ một chút, sau đó cùng với Triệu Yêu Yêu bay vào trong động. Bên trong hư không, thế giới thuần một màu trắng, như sương, như tuyết. Người bình thường đến đây, đoán chừng mắt sẽ bị mù. Diệp Mộng Oánh cảm thấy vi diệu, không biết đây là nơi nào. Thậm chí nơi này cũng không giống hang động đen như mực trước đó. Đây là nơi nào? Khuôn mặt của Diệp Mộng Oánh tràn ngập nghi vấn, quay lại thì không thấy đường đâu. Nơi đây dường như không có điểm kết thúc, không có thăng trầm, không có cảnh sắc. Không biết đi bộ được bao lâu, không gặp bất cứ kẻ nào, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Phía trước có cửa. Cuối cùng Diệp Mộng Oánh cũng nhìn thấy thứ gì đó giống như một cánh cửa ở đằng xa. Ngay khi nàng định đi đến đó, một bóng người đột nhiên từ trên trời rơi xuống. A! Diệp Mộng Oánh ngẩng đầu nhìn, không khỏi mở to mắt. Y Tiểu Âm, tại sao ngươi lại ở đây? Diệp Mộng Oánh phi thân đến, nhẹ nhàng tiếp người rơi xuống. Ngươi là Diệp Mộng Oánh. Gương mặt Y Tiểu Âm cũng hiện lên sự kinh ngạc, không phải mọi người đã đến Tiên Vân Đại Lục sao? Diệp Mộng Oánh trả lời, đúng vậy, ta đang ở Tiên Vân Đại Lục, ta đến đây thông qua một tế đàn. Nghĩ đến đây, nàng lại hỏi, tại sao ngươi lại tới đây? Ta rơi vào bên trong một lỗ đen trên tế đàn, sau đó đến nơi này. Y Tiểu Âm đáp. Diệp Mộng Oánh cau mày, chẳng lẽ không gian này là điểm kết nối giữa Tiên Vân Đại Lục và trái đất? Cũng không rõ nữa, Y Tiểu Âm nói với Diệp Mộng Oánh, tuy nhiên, ngươi có thể bỏ ta xuống trước không? À, thật ngại quá. Diệp Mộng Oánh lấy lại tinh thần, vội thả Y Tiểu Âm xuống. Thực ra hai người cũng không quen lắm, quan hệ với nhau cũng chỉ là nữ nhân của Hạ Thiên. Bởi vì trước đó Y Tiểu Âm luôn từ chối thừa nhận mối quan hệ của mình với Hạ Thiên, cố tình giữ khoảng cách với Hạ Thiên, hầu hết phụ nữ trên đảo thần tiên đều có ý kiến với nàng. Tuy nhiên cũng chỉ là có ý kiến mà thôi. Tình huống bên kia của ngươi như thế nào? Diệp Mộng Oánh nhịn không được liền hỏi, phu quân tu luyện nghịch thiên bát châm có tiến triển gì không? Y Tiểu Âm ngẩn ra,
Sau đó đáp, nghịch thiên bát châm có tiến triển hay không thì không biết, nhưng cái khoản tìm nữ nhân của hắn thì có tiến triển không nhỏ. Diệp Mộng Oánh mỉm cười, khoát tay nói, cũng cùng một ý này thôi. Là sao? Ánh mắt Y Tiểu Âm ngưng lại, không hiểu hỏi. Nhưng, tại sao ngươi lại ở đây? Diệp Mộng Oánh không giải thích nhiều, ngược lại hỏi một vấn đề khác, ngươi nói lỗ đen, không phải nó nằm trên một tế đàn nào đó chứ? Đúng vậy, một tế đàn hình lục giác với bệ đá màu đen trên đó đột nhiên biến thành một cái hố đen. Y Tiểu Âm gật đầu. Tế đàn lục giác, Diệp Mộng Oánh suy nghĩ một chút, lại càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, xem ra, cái gọi là địa tế đàn thật sự nằm ở trái đất. Tế đàn đó ở đâu? Y Tiểu Âm đáp, ở Nam Cương, một nơi gọi là Nguyệt Phương Nguyên. Ồ, ta chưa từng nghe nói qua. Diệp Mộng Oánh lắc đầu, còn ta gặp được tại một cứ điểm của Vạn Hỏa Giáo ở Tiên Vân Đại Lục. Khi ta và Yêu Yêu đi điều tra, chúng ta đã tìm được tế đàn tam giác quỷ dị, không cẩn thận liền đến chỗ này. Diệp Mộng Oánh nói rất ngắn gọn, nhưng Y Tiểu Âm đoán chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nhưng vì đối phương không nói chi tiết, nàng không cần hỏi tiếp vấn đề này. Phu quân đâu, tại sao hắn lại để mặc ngươi đánh nhau với người khác? Diệp Mộng Oánh hỏi. Ánh mắt đẹp của Y Tiểu Âm hơi ảm đạm xuống, hắn bị trúng chiêu, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Trúng chiêu, Diệp Mộng Oánh cũng không lo lắng cho an nguy của Hạ Thiên, chỉ là có chút nghiền ngẫm đối với thái độ của Y Tiểu Âm, cho nên, người đã nôn nóng xông lên đánh nhau với người ta, sau đó bị người ta đánh xuống đây. Biểu hiện của Y Tiểu Âm có chút mất tự nhiên, ra vẻ lãnh đạm, nói thế nào ta và hắn cũng là quan hệ bạn bè nhiều năm. Quan tâm đến an nguy của hắn cũng không có việc gì. Chỉ là bạn bè thôi sao? Diệp Mộng Oánh mỉm cười lắc đầu, người đúng là chết cũng vẫn kiêu ngạo. Đã đến nước này rồi, người còn không muốn đối diện với nội tâm của mình. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Y Tiểu Âm không muốn thảo luận vấn đề này nữa, chúng ta nên suy nghĩ làm sao để ra khỏi nơi này. Ở đây quả thật hơi quỷ dị, không gian vô cùng to lớn, còn kết nối hai thế giới. Không biết rốt cuộc ai có năng lượng lớn đến vậy. Diệp Mộng Oánh cũng không tiếp tục trêu chọc Y Tiểu Âm nữa, đúng vậy, người có thể tạo ra không gian như thế này tuyệt đối không tầm thường. Cho dù là độ kiếp kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc có thực lực như thế. Chẳng lẽ sau khi độ kiếp thật có người gọi là tiên thần sao? Y Tiểu Âm nhớ đến kim tiên mà Ni Ma La đã đề cập. Diệp Mộng Oánh mỉm cười, nhất định là có. Không phải còn có liên minh tu tiên sao? Không thể nào tu tiên giả ở đó chỉ giới hạn ở độ kiếp kỳ. Nếu thật sự như vậy, liên minh tu tiên có gì phải sợ chứ? Ta luôn cảm thấy có chút khó tin, Y Tiểu Âm thầm nghĩ cũng đúng, nhưng trong lòng cũng không quá tin tưởng. Thật ra ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Diệp Mộng Oánh cảm khái nói, nhưng ta ở Tiên Vân Đại Lục đã một khoảng thời gian, mặc dù ta chưa từng gặp qua người gọi là tiên nhân nhưng từ các tư liệu điển tịch, ta vẫn nhìn thấy. Bọn họ có uy năng thông thiên triệt địa, nếu là địch không phải bạn, đối với chúng ta mà nói chính là một tai nạn. Đây cũng chính là nguyên nhân mọi người đến Tiên Vân Đại Lục. Y Tiểu Âm hỏi. Diệp Mộng Oánh gật đầu, đây cũng là một nguyên nhân. Sự tồn tại của liên minh tu tiên hoàn toàn không cần nghi ngờ, hơn nữa còn có thể suy ra bên trong nhất định có vô số đại năng tu tiên. Nếu chúng ta không chuẩn bị từ sớm, đến lúc đó... Chúng ta chỉ là thịt cá mặc người ta muốn làm gì thì làm. Cũng đúng, Y Tiểu Âm cau mày, có chút lo lắng, trên trái đất đã có thể gặp nhiều cường địch như vậy. Nếu phóng mắt đến thế giới tinh không vô ngần, đích thật chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng vạn nhất. Nhưng điều quan trọng nhất chính là phu quân phải sớm ngộ ra áo nghĩa của nghịch thiên bát châm. Diệp Mộng Oánh một lần nữa truyền đạt lại lời của Nguyệt Thanh Nhã đã nói trước kia với Y Tiểu Âm. Bất luận ở Tiên Vân Đại Lục hay là trên trái đất, hạn mức cao nhất của tu tiên giả chỉ là độ kiếp kỳ. Nếu muốn đột phá hạn chế này, chỉ có thể dựa vào nghịch thiên bát châm. Nghịch thiên bát châm xác thực quá nghịch thiên, Y Tiểu Âm cảm khái không thôi, tuy nhiên, mặc cho hắn tùy tâm sở dục, hắn thật sự có thể đột phá đệ bát châm sao? Diệp Mộng Oánh cũng không biết, không ai biết điều này cả, nhưng năm đó khi phu quân xuống núi cũng chỉ có bốn châm nghịch thiên, lăn lộn hồng trần. Trải qua vô số chập trùng mới chậm rãi đột phá đến đệ thất châm. Không đợi Y Tiểu Âm nói câu nào, nàng đã nói tiếp, tóm lại, ngộ tính của phu quân thuộc cấp bậc thiên tài, chúng ta không sánh nổi.
Chúng ta có thể làm chính là thay hắn quét dọn những chướng ngại không cần thiết, để hắn tập trung làm chuyện hắn muốn làm. Các người không sợ chuyện mà hắn tập trung nhất chính là thu nữ nhân. Y Tiểu Âm nhìn Diệp Mộng Oánh, hỏi ngược lại. Không sợ, Diệp Mộng Oánh mỉm cười khoát tay, cũng hỏi ngược lại một câu, người sợ sao? Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, được rồi, tùy hắn thôi. Chuyện này không thể tùy tiện như vậy được, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một âm thanh lạnh lẽo. Người muốn nói cái gì thì cứ nói ra, muốn làm cái gì thì cứ làm, không cần nhân nhượng, không cần ủy khuất. Tất cả phải nhìn vào bản tâm của ngươi, như vậy mới tốt. Y Tiểu Âm nghe được âm thanh này, trong lòng run lên, xoay người nhìn lại. Quả nhiên là nữ nhân trong dự đoán của nàng. Đã lâu không gặp, Nguyệt Thanh Nhã nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hai người. Nàng nói với Y Tiểu Âm, người sống có tốt không? Y Tiểu Âm nghẹn lời, một lát sau mới nói, cảm ơn đã quan tâm, ta vẫn còn có thể đi được. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ nhận được tin tức mà ta và Yêu Yêu nhờ người truyền đến sao? Diệp Mộng Oánh nhìn thấy Nguyệt Thanh Nhã, tâm trạng cũng thoáng dễ chịu hơn rất nhiều. Nguyệt Thanh Nhã gật đầu, đúng vậy, khi nhận được tin tức, ta thương lượng với Thanh Ảnh một chút, sau đó chạy đến đây. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Diệp Mộng Oánh hỏi. Y Tiểu Âm vẫn còn lo lắng cho an nguy của Hạ Thiên, vội nói với Nguyệt Thanh Nhã, còn có Hạ Thiên nữa, hắn khả năng đang gặp chút phiền phức. Chúng ta có nên đi giúp hắn hay không? Chỉ cần hắn không chết, hắn có thể tự mình giải quyết. Nguyệt Thanh Nhã khẽ cười một tiếng, nói với Y Tiểu Âm, chúng ta nên thăm dò không gian này một chút. Nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là nơi ẩn núp của Dã Hỏa Lão Tổ. Bây giờ, chúng ta phải tìm cho bằng được lão ta, sau đó tiêu diệt. Được. Chấm. Sau khi Hạ Thiên tiến vào hắc động, hắn lại tiến vào một không gian khác biệt. Nơi này có vô số chân cụt tay đứt, hình thể vô cùng to lớn, rất giống một khu vực nào đó bên trong bí cảnh quy khư. Phía cuối núi thây biển máu là một tượng thần vô cùng to lớn. Toàn thân tượng thần bốc lửa, chảy ra dung nham cuồn cuộn. Chỉ một ngón tay đã cao mấy chục trượng. Theo tỷ lệ này mà tính, tượng đá này cao khoảng hơn vạn trượng. Hạ Thiên đứng dưới chân tượng thần, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy đầu gối của nó. Tiểu tử, người đã đến đây, người nhất định phải làm tốt chuẩn bị hình thần câu diệt. Bên trong hư không, một âm thanh hùng hồn vang lên. Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi là ai? Ngươi đừng có ẩn núp nữa, cứ đứng ra đây mà nói chuyện. Âm thanh kia giống như lôi điện, không ngừng nổ vang bên tai Hạ Thiên, lão phu chính là Dã Hỏa Thánh Quân, thượng tôn hỏa tu ma đạo, thánh tử ma tộc hư không, giới chủ ngọc phần giới bên dưới liên minh tu tiên, thánh tổ vạn hỏa giáo. Được rồi, dẹp cái đống bắp đó sang một bên đi. Hạ Thiên móc móc lỗ tai, lười biếng nói, Ni Ma La bên ngoài là người của ngươi. Là phân thân của lão phu, chẳng qua chỉ có một phần vạn thực lực của lão phu mà thôi. Âm thanh kia thản nhiên nói, ngươi có thể đánh qua đánh lại được với hắn ta, ngươi cũng có chút thực lực đấy. Chỉ bằng gia nhập làm môn hạ của lão phu, làm đồng tử thổi lửa, như thế nào? Hạ Thiên nhếch miệng, khó chịu nói, ta thấy dung mạo ngươi rất xấu, chỉ bằng làm lão đầu tử thổi tiêu dưới cờ một con chó của ta, như thế nào? Nói xong, hắn lại bổ sung thêm một câu, hiện tại ta chưa nuôi chó, nhưng ta cho ngươi một cơ hội. Người có thể chọn cho mình một con chó mình thích. Đương nhiên, chó hoang cũng được. Quả nhiên là hạng người ngu dốt, không có triển vọng gì cả. Dã Hỏa Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, thiên đại tạo hóa đang ở trước mặt ngươi, ngươi chỉ lo miệng lưỡi nhanh chóng. Đây cũng là bệnh chung của đám sâu kiến các ngươi, đúng là buồn cười. Ngươi đừng cứ nói mãi mấy lời nhảm nhí này. Hạ Thiên cười nói, ta nói thật đấy. Mỗi tháng ta sẽ trả cho ngươi 3 vạn tiền lương. Cộng thêm 1 năm bảo hiểm và 1 cái nhà. Điều này không phải tốt hơn so với việc ngươi ở cái nơi rách nát này, mỗi ngày ăn xác chết. Ha 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 ha, Dã Hỏa Lão Tổ giận quá hóa cười, tượng thần trợn trừng hai mắt, hai luồng lửa đốt chỗ Hạ Thiên thành một cái hố. Hạ Thiên nhẹ nhàng rơi xuống đằng xa, khó chịu nói, lão đầu nhi, ngươi muốn chết đúng không? Ngươi có biết đám thi khối này là của ai không? Dã Hỏa Lão Tổ cười gằn. Là ai thì liên quan gì đến ta? Hạ Thiên lười trả lời mấy vấn đề không có dinh dưỡng này.
Dã Hỏa lão tổ đắc ý nói, đám người đó không có người nào mà không phải là thiên tài tung hoành các giới tu tiên năm đó. Vô số kim đan kỳ, vô số nguyên anh kỳ, phân thần, hợp thể, thậm chí độ kiếp kỳ cũng không ít. Bọn họ đều mượn đầu lão phu để thành danh, kết quả tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng nuôi lão phu bế quan vạn năm. Ngươi cảm thấy ngươi có chỗ gì hơn bọn họ chứ? Đương nhiên là có, Hạ Thiên khinh thường nói, điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn họ chết còn ta thì không. Không chết, Dã Hỏa lão tổ nghe xong, cũng không còn hào hứng tiếp tục trò chuyện với Hạ Thiên nữa, cho dù mấy lão ma đứng đầu tu tiên liên minh cũng không dám nói mình không chết. Ngươi thì tính là cái gì? Hạ Thiên nhìn thẳng tượng thần, giọng điệu từ đầu đến cuối cũng không có gì thay đổi quá lớn, vẫn thái độ lười biếng như cũ, bọn họ là bọn họ, ta là ta nói ta sẽ không chết vậy thì sẽ không chết. Buồn cười, Dã Hỏa lão tổ thản nhiên nói, vậy để lão phu tiễn ngươi đi chết. Chỉ thấy tượng thần kia giật giật, tay trái chậm rãi nâng lên, giống như thiên thạch giáng lâm thiên hạ. Dùng một loại uy thế không thể địch lại đánh về phía Hạ Thiên như đánh sâu kiến. Đến hay lắm. Cả người Hạ Thiên kích động hẳn lên. Cảm giác này rất lâu rồi chưa từng có. Mặc dù hắn chướng mắt Dã Hỏa lão tổ, nhưng người này thật sự là cường giả, ít nhất đã từng là như vậy. Gặp đối thủ càng mạnh, hắn sẽ càng mạnh. Đây mới là thiên phú mạnh nhất của Hạ Thiên. Bất luận lần đầu tiên gặp Dạ Ngọc Mị năm đó, bị cuồng loạn một trận, đến lần gặp sau, hắn lập tức chuyển bại thành thắng. Hay là gặp phải tu tiên giả đến từ Tiên Vân Đại Lục về sau, hắn cũng đã dùng tốc độ siêu tuyệt khiến người ta phải sợ hãi để tiến bộ, đánh bại tất cả mọi người. Sau khi giải quyết tai họa ngầm ở Tiên Vân Đại Lục, hắn đã lâu rồi không gặp phải đối thủ cho ra dáng. Lần trước, khiến hắn đánh có vẻ thoải mái một chút vẫn là Tô Diệp. Nhưng sau cái lần ở bí cảnh Quy Khư, Tô Diệp chẳng còn thấy tăm hơi đâu, chắc hơn phân nửa đã chết rồi. Từ đó về sau, hắn không còn gặp đối thủ nào cho ra hồn nữa. Cho dù là thiên đế của tiểu tiên giới, cũng chẳng khác gì công tử bột, không có gì hơn. Đối với phế vật, Hạ Thiên lười phô trương sức mạnh, trực tiếp xử lý. Tiểu nhi cuồng ngạo, ngươi còn dám nói ngoa. Dã Hỏa lão tổ nổi giận quát, ta sẽ đốt ngươi thành kiếp cho. Một cự trưởng che trời đột nhiên vỗ xuống, giấy lên liệt hỏa hừng hực, mang theo sức nóng khó chịu nặng nề nện xuống. Oanh! Mặt đất bị đánh nứt ra thành từng khối, bùn đất hóa thành mảnh vụn văng tứ phía, nhưng rất nhanh bị sóng nhiệt đốt thành cho tàn. Hừ, sâu kiến thì cũng vẫn là sâu kiến, ngay cả một trưởng của lão phu cũng không tiếp nổi. Giọng điệu Dã Hỏa lão tổ trầm xuống, đương nhiên nhiều hơn vẫn là sự khinh thường. Tuy nhiên, đáp lại lời ông ta cũng chỉ là âm thanh có chút lười biếng, trưởng pháp này của ngươi khá được, nhưng lỗ hổng còn nhiều lắm. Âm thanh này rõ ràng đến từ đầu tượng thần. Cái này, làm sao có thể? Dã Hỏa lão tổ phát ra âm thanh kinh ngạc, tượng thần to lớn cũng tràn ngập khiếp sợ, vạn hỏa kiếp diệt trưởng của lão phu chính là tiên thuật. Ngươi chỉ là một phàm nhân, xỉa dù đạt đến độ kiếp kỳ cũng không thể tránh khỏi, huống chi ngươi mới chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Nghĩ mãi mà không rõ à? Hạ Thiên đứng trên đỉnh đầu tượng thần, hờ hững nói, vậy ngươi đến chỗ Diêm Vương ra mà hỏi. Dã Hỏa lão tổ nhanh chóng thu lại tất cả tâm trạng hỗn loạn của mình, hai tay hợp lại trên đỉnh đầu, mặc kệ ngươi dựa vào cái gì mà may mắn tránh thoát, lần này ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Vừa rồi ngươi đánh ta một trưởng, bây giờ đến phiên ta. Hạ Thiên nhìn hai bàn tay như đại thụ che trời đang nhanh chóng đánh về phía hắn, hắn chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn mỉm cười, vậy bây giờ ngươi hãy thử một quyền này của ta đi. Hạ Thiên bóp chặt nắm tay. Không nói những lời dư thừa, cứ thế mà đánh thẳng vào đỉnh đầu tượng thần. Oanh! Một quyền này dường như không mang theo linh khí mênh mông, càng không có pháp lực thông thiên, chỉ giống như một quyền bình thường. Tượng thần chịu một quyền, nhưng không hề phát sinh dị dạng. Đợi một lát cũng không có gì thay đổi. Ha ha ha, lão phu còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh bao lớn chứ. Dã Hỏa lão tổ cười ha hả. Tượng thần thậm chí còn rơi bụi tốc tốc xuống đất, thì ra chỉ có bề ngoài. Đúng là chết cười người khác mà. Nói xong, hai bàn tay ông ta đột nhiên hợp lại. Chỉ tiếc là, tiếng kêu thảm như ông ta chờ mong lại không vang lên. Không có máu tươi văng khắp nơi, cũng không có thịt nát xương tan. Hạ Thiên vẫn lạnh nhạt đứng trên đỉnh đầu tượng thần như cũ,
cũng không làm gì. Ngươi đã làm cái gì? Dã Hỏa lão tổ phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, vì sao tượng thần của lão phu lại không bị khống chế? Ta chẳng làm gì cả, chỉ giúp ngươi một chuyện mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói, ta chẳng có hứng thú đánh nhau với tượng thần. Ngươi muốn đánh nhau thì biến ra đây, tự mình đánh với ta. Dã Hỏa lão tổ bỗng nhiên hiểu ra, đáng tiếc đã muộn. Không! Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, tượng thần cao vạn trượng ầm ầm sụp đổ. Đầu tiên là vỡ thành đất đá, cuồn cuộn rơi xuống. Sau đó hóa thành hỏa tương chảy xiết xung quanh. Tâm huyết vạn năm của lão phu, sao có thể vì một tên sâu kiến nho nhỏ như ngươi mà trở thành công cốc chứ? Dã Hỏa lão tổ hiển nhiên không cam lòng, đám bùn lửa đang tán loạn một lần nữa được thu trở về. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi đừng uổng phí sức lực nữa, vô dụng thôi. Dã Hỏa lão tổ không nghe theo lời khuyên, vẫn không từ bỏ ý định tái tạo tượng thần. Ta đã nói rồi, đừng lãng phí thời gian. Hạ Thiên không kiên nhẫn, lại một quyền ngưng thực đánh thẳng vào đỉnh đầu tượng thần. Lần này không ôn hòa như cũ. Vô số vết rách nhỏ xíu nhanh chóng tản ra. Rầm rầm, tượng thần một lần nữa vỡ tan ngàn dặm, cũng không cách nào hợp lại. A, Dã Hỏa lão tổ phát ra tiếng chu đau đớn, tâm huyết vạn năm của lão phu. Ngươi có biết đây chính là đại đạo bổn tượng viêm ma không? Chỉ cần 100 năm nữa là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, lão phu có thể quét ngang tiên vân đại lục, thậm chí chinh phục 3.000 tiểu thế giới. Một lần nữa để cho đám lão tặc liên minh tu tiên nhìn thấy sự lợi hại của Dã Hỏa thánh quân ta, nhưng nó lại bị ngươi hủy đi. Đừng kêu nữa, Hạ Thiên khinh bỉ nhếch miệng, có thể bị một hai quyền của ta phá hủy, điều này nói rõ vạn năm tâm huyết cầu thí của ngươi chẳng dùng được đâu. Lão phu muốn giết ngươi, nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Dã Hỏa lão tổ hoàn toàn phẫn nộ, âm thanh cũng càng lúc càng lớn như sấm dội bên tai, ta còn muốn đóng đinh ngươi ở địa ngục nóng bức, vĩnh thế không được siêu sinh. Cha mẹ, vợ con của ngươi sẽ bị liên lụy, đời đời rơi xuống địa phủ, vạn vạn năm không được siêu sinh. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên ngáp một cái, lười biếng đáp lại một câu, ngươi có bản lãnh này trước đi rồi nói. Ngươi không phải muốn gặp chân thân của lão phu sao? Dã Hỏa lão tổ nổi giận quát, được, lão phu sẽ để cho ngươi nhìn thấy tận mắt như thế nào là tiên nhân, để ngươi biết được ngươi nhỏ bé đến bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, toàn bộ không gian đã bắt đầu sụp đổ, giống như có thứ gì đó lớn hơn so với không gian này thức tỉnh. Chấm. Sao? Một bên khác, Y Tiểu Âm cảm thấy không thích hợp, vội quay sang nhìn Nguyệt Thanh Nhã. Ánh mắt Nguyệt Thanh Nhã ngưng lại, hẳn Dã Hỏa lão tổ muốn hiện nguyên hình. Hiện nguyên hình, Diệp Mộng Oánh ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ ông ta không phải người mà là yêu ma quỷ quái? Ông ta đích thật không phải người. Nguyệt Thanh Nhã lập tức giải thích, Dã Hỏa lão tổ là viêm ma của hư không ma tộc. Trong ghi chép của phiếu miểu tiên môn cũng chỉ nói khắp cả người ông ta đầy lửa, dáng dấp cụ thể ra sao cũng không miêu tả chính xác. Không gian tiếp tục sụp đổ, thời gian dần trôi. Một con quái vật giống như từ thế giới hồng hoang hiện ra trước mặt mọi người. Giữa không trung lơ lửng một bóng người. Cơ thể giống như được tạo ra từ nham tương. Một luồng không khí hừng hực khuếch tán bốn phía. Nóng quá, Diệp Mộng Oánh bị luồng nhiệt khí phả trúng, lập tức cảm thấy khó mà chịu đựng được, giống như cơ thể sắp bị đốt cháy. Nguyệt Thanh Nhã vội yêu cầu nhóm người Diệp Mộng Oánh ra sau lưng mình, còn nàng thì lấy ra một cái gương ngăn trước người. Cái này, phu quân, Diệp Mộng Oánh tinh mắt phát hiện còn có một bóng người đang đánh nhau với hỏa nhân ảnh. Là hắn, Y Tiểu Âm nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Nguyệt Thanh Nhã lạnh lùng nói, xem ra hắn đang đánh nhau với Dã Hỏa lão tổ. Chúng ta đến đó giúp hắn lược trận. Này, lão đầu nhi, rốt cuộc ngươi có được hay không đấy? Hạ Thiên đích thật đã hứng khởi hẳn lên, đánh với Dã Hỏa lão tổ đã lộ nguyên hình đến sảng khoái. Hừ, ta sẽ giết ngươi giống như thái thịt. Dã Hỏa lão tổ khoát tay, hỏa lưu vô tận bắn ra ngoài. Này, có còn món nào khác nữa không vậy? Hạ Thiên bất mãn nói, ngươi chỉ biết phun lửa. Ngươi có thể phun cái khác nhìn cho mới mẻ hơn không? Chờ ngươi đến địa ngục nóng bức, ngươi sẽ xem cho đủ. Cơ thể Dã Hỏa lão tổ vẫn không ngừng phun ra hỏa lưu nóng rực. Hạ Thiên khó chịu, lấy ra Định Hải thần châm, ngươi chỉ biết phun lửa đúng không? Vậy ta sẽ phun nước, dìm chết ngươi.
Định Hải Thần chậm chậm rãi điểm vào trong hư không. Gương mặt Dã Hỏa lão tổ tràn ngập khinh thường, hừ, chỉ chút bản lãnh này của ngươi mà còn muốn ngăn cản chân thân Hỏa Lưu Viêm Ma của lão phu. Hỏa lưu càng lúc càng mạnh, thiên địa giống như biến thành hỏa ngục. Đột nhiên một dòng nước xuất hiện. Trong nháy mắt, dòng nước chảy xiết như thủy triều từ đầu châm dâng trào lên. Bất luận Nguyệt Tương Hồ của Nguyệt Phương Nguyên hay là Trường Mộng Xuyên ở Tiên Vân Đại Lục, tất cả đều bị Định Hải Thần Châm điều động. Ban đầu, chúng chỉ là nước bình thường, nhưng nhờ tác dụng của băng hỏa linh thể của Hạ Thiên, cộng thêm Định Hải Thần Châm gia trì, nó đã tạo thành thế đối kháng với hỏa lưu của Dã Hỏa lão tổ. Thủy hỏa giao hòa, từ đó hình thành hơi nước. Bốn phía lại rơi vào sương mù. À, chơi hơi bị vui rồi đấy. Hạ Thiên cười nói, lão đầu nhi, người hãy tăng thế lửa lên đi. Nếu không, lửa của ngươi sẽ bị tiêu diệt. Dã Hỏa lão tổ tức đến mức mặt mũi như muốn sai lệch, nắm chặt song quyền đánh tới Hạ Thiên. Đến đây đi. Hạ Thiên hưng phấn siết chặt quả đấm, trực tiếp nghênh đón. Bành! 400 quyền tương giao, thủy hỏa bắn tung tóe, cương phong cuồn cuộn. Bành! Bành! Lại hai quyền nữa. Tiếp theo, hai người đánh quyền với nhau như máy móc. Không biết đã đánh bao nhiêu quyền. Thoải mái quá! Hạ Thiên không biết mệt mỏi, càng đánh càng hăng. Dã Hỏa lão tổ càng đánh càng kinh hãi. Tại sao tiểu tử phàm nhân này lại cường đại đến thế? Càng kinh khủng hơn chính là, hắn lại dùng tốc độ vượt quá tưởng tượng trong chiến đấu để trưởng thành. Phong thái này rất giống với một người nào đó trong liên minh tu tiên. Chẳng lẽ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dã Hỏa lão tổ ngay lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Đánh nhau cũng không thể phân tâm. Hạ Thiên lập tức nhìn ra được sơ hở. Một quyền nặng nề đập vào mặt Dã Hỏa lão tổ. Bành! Dã Hỏa lão tổ giống như đạn pháo nặng nề nện xuống đất. Chết đi cho lão phu. Dã Hỏa lão tổ không cách nào tiếp nhận được ông ta lại bị một phàm nhân đánh cho thành như thế. Ông ta lập tức nổi giận gầm lên. Mấy cánh tay đột nhiên mọc ra, đánh tới Hạ Thiên. Tuy nhiên, những cánh tay này còn chưa chạm được đến Hạ Thiên đã bị chặn lại. Các ngươi là ai? Dã Hỏa lão tổ đột nhiên nhìn thấy mấy nữ nhân không biết xuất hiện từ nơi nào, phân biệt chế trụ mấy cánh tay của ông ta. Hạ Thiên đưa mắt nhìn những nữ nhân mới xuất hiện, kích động kêu lên, a, thần tiên tỷ tỷ, vợ xinh đẹp, vợ y y, còn có vợ tiểu yêu tinh, tại sao mọi người lại đến đây? Bỗng nhiên, một ống tay áo từ đằng xa bay đến chói Dã Hỏa lão tổ lại. Con mắt của ngươi chỉ biết nhìn các nàng ấy thôi. Người đến chính là Dạ Ngọc Mị. Về phần Triệu Vũ Cơ, nàng cũng đã tìm được Nguyệt Phương Nguyên, nhưng không có tiến vào, ở bên ngoài khống chế tình hình. Trận đại chiến vừa rồi khiến cho toàn bộ lòng người Nam Cương bàng hoàng. Nếu không kịp trấn an, rất có thể sẽ khiến cho tình thế càng thêm nghiêm trọng. Muội muội chân dài, nàng cũng đến. Ánh mắt Hạ Thiên sáng lên, cực kỳ mừng rỡ, ta còn tưởng rằng nàng quay về Tiên Vân Đại Lục rồi chứ. Dạ Ngọc Mị nguyết hắn một cái. Lạnh giọng nói, tập trung một chút đi. Dã Hỏa lão tổ không dễ đối phó như vậy đâu. Chàng chỉ cần bất cần một chút sẽ bị phản sát ngay. Chỉ dựa vào lão già phế vật đó. Hạ Thiên tiến lên ôm lấy Dạ Ngọc Mị, khinh thường nói, ông ta đã trúng một quyền của ta, sắp không trụ nổi rồi. Chàng lúc nào cũng dễ đắc ý quên hình lắm. Dạ Ngọc Mị không khỏi lắc đầu, chàng thật sự cho rằng người trong liên minh tu tiên dễ đối phó như vậy à? Hạ Thiên cười nói, cho dù ông ta khó đối phó, bây giờ các nàng giúp ta, ông ta 100% chết chắc. Nếu chúng ta không đến thì sao? Dạ Ngọc Mị hỏi. Cũng không có việc gì. Hạ Thiên hờ hững nói, mặc dù lão đầu nhi này lợi hại, nhưng muốn xử lý ông ta cũng không phải việc khó, cùng lắm chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Hai người anh em còn chưa xong sao? Triệu Yêu Yêu bất mãn xông lại, nói với Dạ Ngọc Mị, tỷ tỷ của ta đâu? Dạ Ngọc Mị thản nhiên đáp, nàng ấy ở bên ngoài duy trì trật tự. Bằng không, đoán chừng sẽ có đại loạn xảy ra. Không gian này rất thần kỳ, có thể liên thông Tiên Vân Đại Lục và trái đất. Diệp Mộng Oánh cảm khái, sau này, chúng ta có thể thông qua không gian này tới lui tự do giữa hai bên hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Dạ Ngọc Mị lắc đầu, trịnh trọng nói, không gian này do Dã Hỏa lão tổ khai sáng,
nhưng đồng thời còn bị một nhân vật khác lợi hại hơn giám sát, không phải do chúng ta làm chủ. Nguyệt Thanh Nhã giải thích rõ ràng hơn, không gian này có pháp tắc vận hành đặc biệt, không phải chúng ta có thể khống chế. Phiếu Miểu Tiên Môn, còn có Nhật Nguyệt Ma Tông. Dã Hỏa Lão Tổ cảm nhận được khí thức quen thuộc từ trên người Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị, các ngươi là truyền nhân của Phiếu Miểu Tiên Môn và Nhật Nguyệt Ma Tông. Dạ Ngọc Mị lấy lại tinh thần, ống tay áo quấn Dã Hỏa Lão Tổ càng chặt hơn, người hỏi nhiều như vậy làm gì, cứ thành thật chết đi không được sao. Tiểu Mị, ông ta không thể chết được đâu. Nguyệt Thanh Nhã nói, ông ta đến từ Liên Minh Tu Tiên, sống hơn một vạn năm, là một bảo khố hình người. Chúng ta không ngại lưu lại một mạng cho ông ta, phong ấn mang về chậm rãi nghiên cứu. Dạ Ngọc Mị nhìn Nguyệt Thanh Nhã, khi nói mấy chuyện này, người còn có thể nói một cách đương nhiên như thế, thật không hổ danh là tiên tử chính đạo. Người muốn nói ta dối trá. Nguyệt Thanh Nhã lờ đễnh cười nói, không sao, ta không ngại. Dạ Ngọc Mị thấy nàng thẳng thắn như vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì hai nàng thật sự là tri kỷ của nhau. Nàng biết Nguyệt Thanh Nhã thật sự là một người có nội tâm hoàn mỹ. Thật đáng ghét, các ngươi thật sự cho rằng lão phu mặc cho các ngươi làm thịt sao? Dã Hỏa Lão Tổ giận tái người, lửa càng lúc càng vung mạnh, một ánh lửa hừng hực từ trong người ông ta phát sáng lên. Dạ Ngọc Mị nhướng mày, đây là ma tâm cực hỏa. Tiểu Mị, hãy dùng chiêu áp đáy hòm của ngươi đi. Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười nói với Dạ Ngọc Mị, ngươi đã sớm học lén rất nhiều năm đúng không? Vừa lúc lấy ông ta ra thí nghiệm. Dạ Ngọc Mị ngẩn người, khẽ thở dài một tiếng, ngươi là con giun đũa trong bụng ta sao? Ngươi biết hết cả rồi. Ta đương nhiên biết, Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười, nhanh chóng kết mấy thủ ấn trước ngực, thản nhiên nói, ta còn tìm được một bộ chân ngôn thủ ấn, vừa lúc phối hợp với ngươi. Được thôi, Dạ Ngọc Mị khẽ cắn môi, nói với những người khác, tất cả mọi người lui về phía sau, để ta và Thanh Nhã giải quyết lão già này. Này, Hạ Thiên, chàng quay lại cho ta. Lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã xông ra ngoài, trong nháy mắt đã đến trước mặt Dã Hỏa Lão Tổ đang phát sáng. Bành! Hắn một chút cũng không do dự, một quyền đánh tới. Ha ha ha, ngu xuẩn! Dã Hỏa Lão Tổ chịu một quyền, không những không giận mà còn đắc ý, các ngươi chết hết cho lão phu đi. Một vệt ánh sáng sáng lên, thuấn trảm vạn dặm. Tiếp theo, từng luồng ánh sáng vượt qua thời gian, không biết xuất hiện từ khi nào. Cũng không biết như thế nào đã cuốn lấy Hạ Thiên. Đây chính là ma tâm cực hỏa. Dã Hỏa Lão Tổ cười ha hả, chỉ cần ngươi bị dính vào, không chỉ ngươi, ngay cả đám nữ nhân của ngươi, tất cả những người có liên quan đến ngươi, tất cả. Sẽ dần dần tiêu vong, không để lại bất kỳ một tàn tích nào ở nhân gian. Đánh giám, Hạ Thiên nhếch miệng, hoàn toàn không tin. Vẫn một quyền đánh tới như cũ. Nắm đấm nện càng lúc càng nhiều, ánh sáng trắng quấn trên người hắn cũng càng lúc càng nhiều. Thật không khiến người ta bớt lo mà. Dạ Ngọc Mị mở to mắt, cố nuốt mấy lời thô tục xuống bụng, lập tức vận chỉ xích thiên nhai vọt đến. Nguyệt Thanh Nhã đứng im không nhúc nhích, chỉ khoát tay, thanh xương đầy trời nhanh chóng đè xuống sóng nhiệt. Những người khác đều cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái, không còn cảm giác bị hơ khô như trước. Thiên đạo mờ mịt, tạo hóa huyền diệu, thần uy lẫm liệt, kiếm lên mênh mông. Nguyệt Thanh Nhã hé miệng ngâm vài câu kiếm chú. Sáu luồng quang hoa kiếm khí như nước phá toái hư không bay thẳng xuống. Sáu luồng kiếm khí cự hình mang theo lôi ý vững vàng định trụ tia sáng màu trắng. Đây không phải khí kiếm chân ngôn chú của Vấn Thiên Quân sao? Dã Hỏa Lão Tổ cuồng tiếu lên, trong số đám hậu nhân của Phiếu Miểu Tiên Môn. Cũng chỉ có tiểu tử hắn ta là có chút thành tựu. Cho dù ta ở trong hư không cũng thường nghe giáo chúng nhắc đến tên của hắn ta. Đáng tiếc, hắn ta lại đến yêu vực mà không chịu làm việc cho ta. Nguyệt Thanh Nhã nhìn chằm chằm Dã Hỏa Lão Tổ, khoan đã, ngươi vừa nói cái gì? Không nói gì cả, Dã Hỏa Lão Tổ cười lạnh, tư chất của nữ oa oa ngươi không tệ, tương lai còn có thể vượt qua Vấn Thiên Quân, nhưng ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu. Hôm nay tất cả các ngươi chắc chắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ma tượng của lão phu. Vừa dứt lời, nắm đấm của Hạ Thiên lại bay đến, một quyền đánh nổ đầu Dã Hỏa Lão Tổ. Dám bất kính với vợ thần tiên tỷ tỷ của ta, ngươi ngại chết không đủ nhanh à? Hạ Thiên khó chịu nói. Đầu Dã Hỏa Lão Tổ rất nhanh ngưng thực lại lần nữa,
cười lạnh nói, người chết cũng chỉ là các ngươi. Ma tâm cực hỏa chém không đứt, chấn không được, bất diệt. Vậy trả cái thứ lửa vô dụng này cho ngươi không được sao? Hạ Thiên cười một tiếng, bỗng nhiên dùng định hải thần châm điểm về phía hư không. Một luồng sức mạnh tuôn ra giữa không trung, thu nạp tia sáng màu trắng từng chút một, cuốn thành một cuộn, sau đó không ngừng áp xúc, khiến nó càng thêm co lại. Phu quân, chàng đang ép nguyên khí đan sao? Triệu Yêu Yêu hiếu kỳ hỏi. Không phải, ta đang ép bữa tối cho lão đầu nhi. Hạ Thiên mỉm cười, ép chùm sáng kia đến cực hạn, sau đó bắn vào miệng Dã Hỏa lão tổ. Dã Hỏa lão tổ cười nhạo, ngươi cho rằng lão phu sẽ trúng chiêu sao? Đương nhiên rồi, Dạ Ngọc Mị bỗng vọt đến sau lưng Dã Hỏa lão tổ, tử mang trong tay bạo phát, song trưởng đánh vào hậu tâm Dã Hỏa lão tổ, mấy cây kim sắc đóng vào. Gương mặt Dã Hỏa lão tổ lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi đã làm gì lão phu? Tuổi tác của ngươi cũng đã không còn nhỏ, ta tặng cho ngươi một phần đại lễ, giúp ngươi an độ lúc tuổi già. Dạ Ngọc Mị cười lạnh, thân hình tiêu tán, một chút cũng không ham chiến như Hạ Thiên. Hạ Thiên nói với Dạ Ngọc Mị, muội muội chân dài, ta còn đang định đánh ông ta mà. Ngươi cứ đánh tiếp là được. Dạ Ngọc Mị trong phút chốc đã thối lui mấy chục trượng. A, à, Dã Hỏa lão tổ có cảm giác bên trong cơ thể có thứ gì đó nuốt đi sức mạnh của ông ta. Ông ta vừa mới há miệng, chùm sáng của Hạ Thiên cũng tiến vào miệng ông ta luôn. Nguyệt Thanh Nhã điều khiển 6 luồng kiếm khí chặt đứt ma tâm cực hỏa của Dã Hỏa lão tổ với bên ngoài. Đám người Diệp Mộng Oánh, Y Tiểu Âm cũng không nhàn rỗi, vội vàng thanh lý hỏa lưu đang tản mát bốn phía. Đã như vậy, mọi người cùng chết đi. Dã Hỏa lão tổ phát hiện cơ thể của ông ta không chịu sự khống chế của ông ta, lửa giận dâng lên trong lòng, lập tức nghĩ đến chuyện tự bạo. Trước mặt ta, người ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có luôn. Hạ Thiên cười một tiếng, đâm thẳng định hải thần châm vào mi tâm Dã Hỏa lão tổ. Lần này, Dã Hỏa lão tổ đã hoàn toàn tắt máy. Luồng ánh sáng bên ngoài cơ thể cũng dần dần tiêu tán, rất nhanh biến thành một lão đầu nhi cao chưa đến 1,5 mét. Một luồng khí tức màu tím như kết băng ngưng cơ thể của ông ta lại. Cuối cùng biến thành một cái tượng nặn màu tím. Coi như thành công, Dạ Ngọc Mị lẩm bẩm, nói cũng không thể cao hứng quá sớm. Tuy Dã Hỏa lão tổ bế quan vạn năm nhưng tu vi còn chưa khôi phục, ngược lại suy giảm không ít. Nguyệt Thanh Nhã nhẹ gật đầu, thật ra cũng đã dựa vào các chị em trong khoảng thời gian qua trừ bỏ rất nhiều cứ điểm ở Tiên Vân Đại Lục, phá trừ tín đồ của ông ta ngưng tụ ma khí. Tuy nhiên, Dã Hỏa lão tổ đã bị phong ấn, đám dư nghiệt còn lại không đáng để lo. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Thái độ của Nguyệt Thanh Nhã không hề có chút thay đổi, vẫn cẩn thận nói, bất luận cái gì cũng không thể phớt lờ. Vừa rồi ta nghe ông ta nói. Sư tôn ta có khả năng còn sống nhưng đang ở yêu vực. Thì tính sao? Dạ Ngọc Mị khinh thường nói, năm đó cơ thanh ảnh đã giết ông ta một lần, cho dù ông ta còn sống cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Nguyệt Thanh Nhã nghiêm túc nói, nếu không tìm ra được ông ấy, trong lòng ta khó mà bình an. Ngươi là đồ đệ ngoan của ông ta, ngươi khi sư diệt tổ như vậy sao? Dạ Ngọc Mị vô thức châm chọc. Hạ Thiên bay đến. Tò mò hỏi, muội muội chân dài, nàng và thần tiên tỷ tỷ trò chuyện gì thế? Trò chuyện về đại đầu quỷ chàng đấy, mau cút sang một bên. Dạ Ngọc Mị khó chịu chừng Hạ Thiên. Muội muội chân dài, nàng muốn bị đánh đúng không? Hạ Thiên cũng cảm thấy khó chịu, tiến lên ôm Dạ Ngọc Mị, muốn dạy cho nàng một bài học. Những người khác làm như không thấy. Lúc này, một âm thanh có chút không hài hòa nhắc nhở, các ngươi tưởng chuyện này kết thúc rồi sao? Người nói chuyện chính là cổ thần bà bà. Lúc này, Hạ Thiên và chúng nữ mới một lần nữa chú ý đến người ngoài cuộc này. Lời này của ngươi là có ý gì? Dạ Ngọc Mị nhìn cổ thần bà bà, không nhanh không chậm nói. Biểu hiện của cổ thần bà bà lạnh nhạt, giọng nói cũng trở nên lạnh hơn. Dã Hỏa lão tổ tích lũy vạn năm, làm sao có thể bị mấy người các ngươi dễ dàng chế phục như vậy? Hình như ngươi khá hiểu về ông ta. Nguyệt Thanh Nhã từ trong lời nói của cổ thần bà nghe được một số tin tức ẩn tàng, có thể nói cho chúng ta nghe một chút được không? Cũng chẳng có gì để nói. Cổ thần bà trầm ngâm, chủ nhân của ta muốn làm một giao dịch với các người, chỉ cần các người đồng ý, tích lũy vạn năm của Dã Hỏa lão tổ sẽ tặng hết cho các ngươi.
Y Tiểu Âm sửng sốt, chủ nhân của ngươi, không phải là. Chủ nhân của ta chính là một tu tiên giả bị lưu đày đến trái đất 1 vạn năm trước. Cổ thần bà cũng không che giấu, nói thẳng, khi người đó đến đây, nơi này vẫn còn là một mảnh man hoang. Vốn người đó cũng muốn khổ tu một khoảng thời gian, sau đó trở về bản giới của mình, nhưng linh khí trái đất quá mỏng mảnh, hoàn toàn không cung cấp nổi cho người đó tu hành. Người đó cũng coi nhẹ cái gọi là ân oán tình cừu, chỉ muốn yên tĩnh ngủ say. Diệp Mộng Oánh nghe xong, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, người nói điều này có liên quan gì đến chúng ta? Đương nhiên là có liên quan rồi. Ánh mắt cổ thần bà đảo qua Hạ Thiên và chúng nữ, bởi vì sự tồn tại của các ngươi có khả năng làm cho người đó không thể không tỉnh lại từ giấc ngủ mê. Nếu người đó tỉnh lại, rất có thể sẽ dẫn đến người trong liên minh tu tiên đến. Cho nên, nàng là thủ hộ giả, nhất định phải ngăn cản các người. Chúng ta cũng muốn đối phó liên minh tu tiên. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói, nàng ta nên liên thủ với chúng ta mới đúng, tại sao lại ngăn cản chúng ta? Cổ thần bà thở dài, cũng chỉ có người không hiểu rõ về liên minh tu tiên như các người mới dám nói mấy lời khoác lác không sợ như thế. Tu tiên liên minh lớn đến mức vượt qua sự tưởng tượng của các người, mạnh đến mức khiến mọi người tuyệt vọng. Cho dù tu vi các người đột phá độ kiếp thành tiên nhân, trong mắt liên minh tu tiên, các người cũng vẫn là sâu kiến như cũ mà thôi. Triệu Yêu Yêu không phục, lên tiếng phản bác, chúng ta cũng không phải chưa từng đánh qua với người trong liên minh tu tiên. Cũng đâu có gì hơn. Các người đụng phải cái gọi là người trong liên minh tu tiên thật ra chỉ là đám cặn bã dùng chiêu bài liên minh tu tiên mà thôi. Cổ thần bà lắc đầu, thấm thía nói, tiên nhân thượng tầng chân chính của liên minh tu tiên hoàn toàn không có khả năng phái người đến những nơi như thế này. Cũng giống như nhân loại các người, cũng không có khả năng phái người xuống mặt đất chinh phục tổ kiến. Dạ Ngọc Mị cười lạnh, hỏi ngược lại, vậy ý của ngươi là... Người đó muốn chúng ta thanh thản ổn định ở Tiên Vân Đại Lục hoặc trái đất, không cần tu luyện. Cách lý giải của ngươi có vẻ sai lầm nhưng tổng thể lại không sai. Cổ thần bà nhẹ gật đầu, với tu vi của các người bây giờ, bất luận ở Tiên Vân Đại Lục hay là trái đất, các người đã tạo thành thế nghiền ép, cần chi phải đi tìm phiền phức chứ. Ngươi nói đúng là dễ nghe, nhưng chẳng qua chỉ muốn chúng ta làm thứ rùa đen rút đầu thôi. Hạ Thiên có chút khó chịu trừng mắt nhìn cổ thần bà, nếu ngươi không phải nhị sư nương của ta, ta đã sớm đánh ngươi rồi. Tiếp theo, Hạ Thiên nhớ lại giao phó của Ngải Luân trước đó, tự lẩm bẩm, khó trách trước khi đến, nhị sư phụ lại yêu cầu ta tha cho ngươi một mạng, thì ra là vì cái này. Thiên địa có hạn, tinh hà vô ngần, cổ thần bà thở dài thật sâu, sâu trong vũ trụ, cường giả vô số, năng lượng kinh khủng đến mức các ngươi không cách nào tưởng tượng. Nếu không có bản lãnh tự vệ, tốt nhất là đừng nên rêu rao. Thế nào, muốn giảng pháp tắc hắc ám xâm lâm với chúng ta à? Dạ Ngọc Mị khịt mũi coi thường những lời nói của cổ thần bà, theo thuyết pháp của ngươi, chúng ta nên trung thực ở nhà, không tu tiên, không đột phá, nếu chẳng may đám cặn bã của liên minh tu tiên lại đến thêm mấy tên, vậy chúng ta lấy gì mà ngăn cản? Cổ thần bà thản nhiên đáp lại, không cần ngăn cản. Ha ha. Dạ Ngọc Mị còn tưởng rằng đối phương sẽ có lời bàn cao kiến gì, chỉ cười hai tiếng khinh miệt. Có thể đến cái nơi không có tiên khí này, nói rõ tu vi đại khái cũng không vượt qua được độ kiếp kỳ, các ngươi đủ ứng phó rồi. Cổ thần bà thản nhiên giải thích, cho dù đến một tên độ kiếp kỳ đi chăng nữa, các ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì đám người đó hoàn toàn chướng mắt nơi này. Ngươi đúng là đang thả giám chó. Dạ Ngọc Mị mắng thẳng. Ký thác an nguy bản thân vào người khác, đúng là tức cười. Nguyệt Thanh Nhã cũng lên tiếng, mặc dù ta chưa gặp chủ nhân của ngươi, nhưng theo ta thấy, đây không phải là suy nghĩ của nàng ấy, hẳn là do ngươi tự tác chủ trương. Cổ thần nhất mạch chúng ta là vì thủ hộ nàng ấy mà sinh ra. Cổ thần bà lạnh giọng đáp, các ngươi tự tung tự tác như vậy, đến một mức độ nào đó sẽ làm nàng ấy thức tỉnh. Cho nên, ta không thể để các ngươi làm như thế. Ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa, cứ trực tiếp đánh một trận là được. Dạ Ngọc Mị làm việc từ trước đến nay gọn gàng linh hoạt, lười quanh co lòng vòng. Phương diện này lại khá giống với Hạ Thiên, ngươi thắng, nghe ngươi. Ngươi thua, lập tức cút sang một bên, bớt khoa chân múa tay với chúng ta ở đây. Hạ Thiên khó hiểu nhìn cổ thần bà, ngươi bảo ta hỗ trợ đánh vỡ tế đàn, bây giờ ngươi lại đổi ý. Đánh vỡ tế đàn.
mục đích chính là chế phục Dã Hỏa lão tổ. Cổ thần bà giải thích với Hạ Thiên, năm đó, Dã Hỏa lão tổ đến trái đất, mượn một góc nhỏ của chủ nhân ta, nói là dùng để bế quan. Tế đàn chính là sản phẩm ký hiệp ước lúc đó. Về sau, chủ nhân ta tiến vào an nghỉ vạn năm, Dã Hỏa lão tổ từng bước hấp thu linh lực của chủ nhân ta cho mình dùng. Vạn năm qua, cổ thần chúng ta và cổ tộc đều nghĩ cách phá vỡ tế đàn này, cho đến khi thông qua Nimala liên kết với Dã Hỏa lão tổ dưới tế đàn, mới có chuyện nhờ ngươi đánh vỡ tế đàn. Vì thế, ngươi bảo ta đánh vỡ tế đàn xong, sau đó lại muốn ta ngoan ngoãn biến ra ngoài. Hạ Thiên trừng mắt nhìn cổ thần bà, ngươi đùa bỡn ta giống như công cụ của ngươi sao? Ngươi đúng là muốn ăn đòn mà. Cổ thần bà thản nhiên nói, nhưng các ngươi không phải là không có thu hoạch. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi đồng ý điều kiện của ta, tích lũy vạn năm của Dã Hỏa lão tổ có thể tặng hết cho các ngươi. Ai muốn ngươi tặng? Hạ Thiên lạnh giọng nói, mấy cái thứ đổ nát đó, ta và các bà vợ của ta chẳng có hứng thú. Dạ Ngọc Mị cũng nói, những chuyện này rõ ràng có thể thương lượng, ngươi nhất định phải dùng loại phương thức này để làm rõ, hiển nhiên không đặt chúng ta ở địa vị ngang hàng rồi. Nguyệt Thanh Nhã thở dài, tu tiên giả thường hay kiêu ngạo với người thường. Linh tộc đến từ liên minh tu tiên làm sao mà không xem thường tu tiên giả chứ? Nhiều lời vô ích, cổ thần bà cũng không muốn giải thích quá nhiều, nói thẳng, đồng ý với điều kiện của ta, các ngươi sẽ thu hoạch được tích lũy vạn năm của Dã Hỏa lão tổ. Từ chối điều kiện của ta, từ nay về sau, các ngươi không cách nào thu hoạch được bất kỳ linh khí nào ở Tiên Vân Đại Lục và trái đất. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dạ Ngọc Mị không khỏi trào phúng. Ngươi chẳng qua chỉ là một linh tộc nho nhỏ một phương thế giới mà thôi, thay chủ nhân của ngươi xử lý công việc, ngươi lại sinh ra ảo giác mình là chủ nhân rồi. Đừng khoác lác nữa, Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi quản Nguyệt Phương Nguyên, còn quản luôn cả trái đất và Tiên Vân Đại Lục. Nếu là như vậy, kể từ hôm nay, ta sẽ đóng lại ba bí cảnh trái đất. Cổ thần bà cười lạnh, trầm giọng nói, đồng thời cũng hoàn toàn chặt đứt tất cả thông đạo nối liền Tiên Vân Đại Lục và trái đất. Các ngươi không cách nào qua lại giữa hai thế giới, trừ phi các ngươi thật sự đột phá độ kiếp kỳ. Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy vô cùng khó chịu, siết chặt quả đấm, ngươi muốn bị đánh đúng không? Đừng cho là ta đã đồng ý với nhị sư phụ không giết ngươi thì sẽ không đánh ngươi. Ngươi không có bản lãnh đó đâu. Dạ Ngọc Mị một chút cũng không bị mấy lời nói này uy hiếp, ngươi chẳng qua chỉ là linh tộc một giới mà thôi, luận tu vi thậm chí cũng chỉ là hợp thể kỳ. Có tư cách gì mà ở đây mạnh miệng? Ta đích thật không có bản lãnh đó. Cổ thần bà móc một con côn trùng màu vàng từ trong ngực ra, chậm rãi nói, nhưng cổ trùng thánh tổ lại có thể. Nó là kỳ trùng xếp trong 10 vị trí đầu bản xếp hạng kỳ trùng vạn linh, có tên là đoạn giới cổ. Nó đã có thể liên thông hai thế giới hoàn toàn khác biệt, thì cũng có thể ngăn cách câu thông giữa hai thế giới đó. Con côn trùng vẫn luôn ở chỗ của ngươi. Y Tiểu Âm không khỏi ngạc nhiên. Trước đó, nàng có nghe Hồ Lão Thái Thái nói qua, con côn trùng này dường như đã sớm mất tích từ lâu. Lúc này, Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã vô thức liếc nhìn nhau. Hai người gần như đã xác định tính chân thực của con cổ trùng. Ta hỏi một lần nữa, các ngươi có đồng ý với điều kiện của ta hay không? Cổ thần bà mặt không thay đổi hỏi. Việc này cũng nên cho chúng ta thời gian cân nhắc lại. Nguyệt Thanh Nhã cau mày. Không khỏi trầm tư. Cổ thần bà cũng không thúc ép, được, ta cho các ngươi 3 ngày. Nhưng trong 3 ngày đó, các ngươi không được đi đâu. Không cần cân nhắc, Hạ Thiên trực tiếp cắt ngang lời nói của cổ thần bà, lạnh giọng nói, mấy điều kiện rách nát này của ngươi, ta không thể nào đồng ý. Thật ra, điều kiện này lại có lợi với các ngươi. Cổ thần bà không sợ người khác làm phiền. Giải thích với Hạ Thiên, tích lũy vạn năm của Dã Hỏa lão tổ đủ để các ngươi hưởng thụ mấy đời cũng không hết. Điều các ngươi cần làm chỉ là từ bỏ một số ảo tưởng không thực tế. Dựa vào những gì đang có ở Tiên Vân Đại Lục và trái đất, các ngươi không thể nào đột phá độ kiếp kỳ. Được hay không, không phải do ngươi nói. Hạ Thiên không kiên nhẫn, là do ta quyết định. Ta nói có thể thì có thể, ngươi nói không thể, ta lại càng muốn có thể. Cổ thần bà nói. Miễn cưỡng như thế hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩa nào. Vậy ta lại càng muốn làm chuyện không có chút ý nghĩa đó. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nể tình nhị sư phụ, ta không so đo mấy lời nói của ngươi lúc trước, nhưng ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.
Nếu không, ta bảo nhị sư phụ đá ngươi. Cổ thần bà lắc đầu, bó tay trước những lời nói cực kỳ ngây thơ của Hạ Thiên, nếu như thế, ngươi cũng đừng trách ta. Một khi ta thả ra đoạn giới cổ, từ nay về sau, các ngươi sẽ trở thành nhu lang chức nữ. Tuy nhiên, có gặp nhau vào đêm thất tịch hàng năm hay không còn phải xem vào bản lãnh của các ngươi. Nói xong, bà ta chậm rãi thả con cổ trùng màu vàng ra. Kim mang tụ lại. Từng bức tường vô hình đột nhiên sinh ra. Trong nháy mắt đã ngăn cách Hạ Thiên, Nguyệt Thanh Nhã, Dạ Ngọc Mị, Y Tiểu Âm, Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu ra. Hơn nữa, chỉ trong một cái chớp mắt, mọi người giống như ngăn cách vạn dặm. Bành! Một quyền của Hạ Thiên đánh bay con cổ trùng màu vàng của cổ thần bà ra ngoài. Những bức tường vô hình trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Ngươi tưởng mình là mâm to à? Hạ Thiên khó chịu trừng mắt nhìn cổ thần bà, nếu không phải ta nể mặt nhị sư phụ, bây giờ ta đã một quyền xử lý ngươi. Cổ thần bà lồm cồm bò dậy từ dưới đất, kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, tại sao ngươi lại có thể rời khỏi đoạn giới? Không cần rời khỏi, bởi vì ta vốn không bị vây khốn. Hạ Thiên hời hợt nói, ngươi thật sự cho rằng con cổ trùng dở tệ kia có thể vây được ta. Đoạn giới cổ có lực lượng pháp tắc, nếu bị vây khốn, cho dù ngươi có tu vi độ kiếp kỳ, ngươi cũng khó mà đào thoát. Cổ thần bà chậm rãi đứng dậy, thu hồi con cổ trùng đang bị choáng váng kia lại, ngươi còn chưa đánh vỡ lực lượng pháp tắc, cho nên chỉ có một đáp án, ngươi đã sớm dự đoán được ta sẽ làm như vậy. Ngươi đúng là không ngu ngốc, Nguyệt Thanh Nhã cười nhạt, nhưng ngươi cũng không thông minh, bởi vì đáp án không chỉ có một. Cổ thần bà không hiểu, hỏi ngược lại, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Nguyệt Thanh Nhã lười nói thêm câu nào, khoát tay, mấy chục sợi dây từ trong lòng bàn tay bay ra, trói chặt cổ thần bà, ta thấy nên khống chế ngươi lại cho thỏa đáng. Sau đó, nàng khẽ vươn tay, bắt lấy con cổ trùng màu vàng. Đây đúng là đoạn giới cổ. Nguyệt Thanh Nhã nheo mắt, có chút tiếc nuối, đáng tiếc không phải nguyên cổ mà là duệ cổ đã sinh sôi được mấy đời. Khó trách uy lực lại yếu đến như vậy. Nguyên cổ đã sớm không còn biết tung tích, cổ thần bà thở dài, bằng không, ta đã tự khu trục thần hồn dã hỏa lão tổ ra khỏi trái đất, cần chi phải tốn nhiều thời gian, tìm nhiều người, phí nhiều tâm tư đến như vậy. Hạ Thiên tiến lên ôm lấy Nguyệt Thanh Nhã, thần tiên tỷ tỷ, đừng nhiều lời với nữ nhân này nữa, cứ đánh bà ta ra ngoài. Ta đã đồng ý với nhị sư phụ giữ lại một mạng cho bà ta. Chàng muốn làm gì? Dạ Ngọc Mị trong nháy mắt cảm nhận được suy nghĩ của Hạ Thiên, nơi này chỉ có bà ta là người ngoài. Chàng đưa bà ta ra ngoài, thuận tiện cho chàng muốn làm gì thì làm đúng không? Hạ Thiên nghiêm túc lắc đầu, muội muội chân dài, nàng đừng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Ta làm sao có thể là loại người đó, ta chỉ là quá nhớ mọi người mà thôi. Bớt làm bộ đi, bên trong đầu óc của chàng gian dảo như thế nào, ta còn không biết rõ sao. Dạ Ngọc Mị cắt ngang lời Hạ Thiên, cảnh cáo, sự việc vẫn còn chưa xong đâu, chàng đừng nghĩ đến mấy chuyện thất loạn bát tao nữa. Đây chỉ là giao lưu bình thường giữa vợ chồng với nhau, sao có thể là chuyện thất loạn bát tao được? Hạ Thiên phản bác. Dạ Ngọc Mị ghét bỏ, nguyết hắn một cái, mặc kệ chàng. Ngươi có thể nói với chúng ta một chút về chuyện của chủ nhân ngươi không? Biểu hiện của Nguyệt Thanh Nhã vẫn lạnh nhạt. Tuy nhiên giọng điệu vẫn khách sáo như cũ, ta có chút hứng thú với nàng ấy. Cổ thần bà không phối hợp, nàng ấy không thích bị quấy rầy, cho nên các ngươi tốt nhất đừng nên biết bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng ấy. Nếu chúng ta không hiểu rõ nàng ấy, làm sao chúng ta có thể phòng ngừa chuyện không quấy rầy đến nàng ấy? Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười hỏi. Cổ thần bà thản nhiên đáp, chỉ cần các ngươi không thăm dò tam đại bí cảnh nữa, bớt trêu chọc liên minh tu tiên. Chuyện gì cũng không còn. Không thể nào, Dạ Ngọc Mị trực tiếp cắt ngang lời nói của cổ thần bà, chúng ta làm người có chuẩn tắc đàng hoàng, cũng không phải làm rùa đen rút đầu. So với yêu cầu địch nhân cường đại đừng chú ý đến mình, chi bằng tự lớn mạnh bản thân, trực tiếp đánh cho địch nhân răng rơi đầy đất. Có thể nói ra những lời này, chỉ có thể nói rõ ngươi còn quá ngây thơ. Cổ thần bà lắc đầu, cười khổ, năm đó. Chủ nhân của ta cũng có tâm tư như thế, nhưng cuối cùng nhận được chỉ là thống khổ và hối hận vô tận. Tu tiên liên minh đã có được từ mấy trăm năm trước, người không cách nào tưởng tượng cao tầng nhất rốt cuộc là tồn tại như thế nào.
cho dù là tu tiên giả tầng chót nhất liên minh tu tiên, ít nhất bọn họ cũng là kim tiên, có thể nghiền ép độ kiếp kỳ các ngươi. Nếu ngươi nói là sự thật, chúng ta càng phải đoàn kết lại, gia tăng tốc độ tu luyện. Dạ Ngọc Mị ngược lại càng thêm kích động, chỉ vào cổ thần bà mà nói, chứ không phải tìm một chỗ trốn đi, làm rùa đen rút đầu. Cổ thần bà lạnh lùng nói, đây gọi là bế quan chứ không phải là trốn. Nếu ngươi còn dám mắng chủ nhân của ta một câu nữa, có chết ta cũng phải kéo các ngươi làm đệm lưng. Ta chẳng sỉ nhục nàng ta, chỉ là đang nói lên một sự thật mà thôi. Giọng điệu Dạ Ngọc Mị thay đổi, một chút dũng khí khiêu chiến quyền uy cũng không có, còn tu tiên cái gì, cứ làm người phàm bình thường, trải qua nhân sinh trăm năm cho rồi. Cổ thần bà hừ lạnh một tiếng, im lặng không nói nữa. Các ngươi định xử lý bà ta như thế nào? Y Tiểu Âm hỏi. Nguyệt Thanh Nhã đáp, nếu Hạ Thiên đã đồng ý với nhị sư phụ giữ lại mạng cho bà ta, đương nhiên là phải thả bà ta rồi. Nhưng cứ như vậy mà thả bà ta đi, đoán chừng về sau bà ta sẽ còn cản trở chúng ta nữa. Dạ Ngọc Mị hoài nghi nói. Vậy chúng ta chỉ có thể tìm một nơi giam bà ta lại. Diệp Mộng Oánh đề nghị. Triệu Yêu Yêu cau mày, ngục giam bình thường không giam được bà ta đâu. Vậy thì nhốt bà ta vào thiên ngoại thiên tiểu tiên giới đi. Dạ Ngọc Mị nghĩ đến một chỗ. Hạ Thiên trừng mắt, muội muội chân dài, tại sao nàng lại biết tiểu tiên giới? Nữ nhân kia quả nhiên là nàng cải trang. Đúng thì thế nào, bây giờ không phải là lúc nhắc đến điều này. Dạ Ngọc Mị bất mãn trừng Hạ Thiên, cùng lắm thì ta ở với chàng một ngày, xem như bồi thường. Hạ Thiên mỉm cười gật đầu, thỏa mãn nói, muội muội chân dài. Vẫn là nàng hiểu chuyện. Trong mắt của ngươi, chịu cùng ngươi, là hiểu chuyện sao? Y Tiểu Âm bó tay. Đúng, Hạ Thiên cho rằng đó là điều đương nhiên, vì thế, vợ y, trước kia nàng không hiểu chuyện, nhưng gần đây nàng ngược lại rất hiểu chuyện. Hiểu cái đầu ngươi đấy. Dạ Ngọc Mị vung tay đánh Hạ Thiên một cái, háo sắc thì nhận mình háo sắc, tìm nhiều cớ như vậy để ngụy biện làm gì, chàng đúng là có bệnh. Hạ Thiên không tán đồng câu nói này, nghiêm túc giải thích, nàng nói như vậy là không phải, háo sắc là một chuyện, hiểu chuyện lại là chuyện khác. Nếu ta không coi trọng nữ nhân của ta, đó chính là háo sắc, nhưng các nàng đều là vợ của ta thích các nàng, cũng không phải là háo sắc. Các nàng hẳn là... Chàng câm miệng đi. Lúc này, chúng nữ chăm miệng một lời quát khẽ Hạ Thiên. Ta câm miệng thì được, nhưng đạo lý thì vẫn phải nói rõ. Hạ Thiên tiếp tục ngụy biện cho mình, ta vẫn luôn là người rất hiểu chuyện nhưng các nàng có đôi khi lại không hiểu chuyện cho lắm, ví dụ như muội muội chân dài nàng. Dạ Ngọc Mị chặn miệng Hạ Thiên lại. Lần này quả nhiên yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Y Tiểu Âm lên tiếng hỏi, tiếp theo, chúng ta nên làm như thế nào? Cùng nhau đến Tiên Vân Đại Lục sao? Khẳng định không được rồi. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu, người cũng nhìn thấy đó. Tự chủ của hắn ở phương diện này từ trước đến nay đều rất kém, thậm chí có thể nói, hắn hoàn toàn không khống chế được. Đến Tiên Vân Đại Lục, hắn nhất định sẽ chăn lớn cùng ngủ. Y Tiểu Âm rất tán đồng điều đó, bởi vì nơi này chỉ còn lại nàng và Nguyệt Thanh Nhã, những người khác đã bị Hạ Thiên dẫn đi để giảng giải cái gọi là hiểu chuyện. Về phần cổ thần bà ta đã được đưa đến Nguyệt Phương Nguyên, do Triệu Vũ Cơ tạm thời không tiến vào không gian này canh giữ. Y Tiểu Âm hơi lo lắng nói, nhưng có không gian này rồi, Hạ Thiên tới lui giữa Tiên Vân Đại Lục và trái đất sẽ càng dễ dàng, hắn sẽ trung thực ở lại trái đất sao? Ngươi nói sai rồi, Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười, hắn hoàn toàn không có cơ hội đến Tiên Vân Đại Lục đâu, bởi vì cái này sẽ do chúng ta định đoạt. Sao? Y Tiểu Âm không rõ ý bên trong. Nguyệt Thanh Nhã lấy ra con đoạn giới cổ, cười nói, bởi vì chúng ta có cái này. Hắn không phải không bị pháp tắc con côn trùng này khống chế sao? Y Tiểu Âm nghi hoặc hỏi. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu, Hạ Thiên không phải là không chịu pháp tắc khống chế, mà là hắn đã sớm phòng bị trước khi pháp tắc được hình thành. Khi Trương Minh Đà truyền thụ y thuật cho Hạ Thiên, ông ấy đã từng lặp đi lặp lại một câu. Câu gì? Y Tiểu Âm nói. Trương Minh Đà nói, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Ánh mắt Nguyệt Thanh Nhã sáng như trăng. Thản nhiên nói, muốn đứng ở thế bất bại, cũng chỉ biến những người khác thành kẻ địch. Vì thế, khi gặp bất kỳ một người xa lạ nào, người cũng đều phải châm một châm để đề phòng. Y Tiểu Âm kinh ngạc nói,
như vậy gánh vác đối với bản thân sẽ rất lớn. Mỗi một châm của thầy thuốc đều tiêu hao linh khí của bản thân. Đúng vậy, Nguyệt Thanh nhã nhẹ gật đầu, Trương Minh Đà chỉ có thể thực hiện được một phần vạn nhưng cũng đã dựa vào đó mà bất bại trước y giới Nam Bắc. Mặc dù có hàng ngàn hàng vạn người muốn giết ông ấy nhưng cho đến nay ông ấy vẫn sống rất tốt. Còn Hạ Thiên có thể thực hiện được 1/10. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hắn bất bại. Y Tiểu Âm cũng hiểu ra được một chút chuyện, khó trách hắn lại tiêu hao lớn đến như thế. Nghịch Thiên Bát Châm huyền diệu vô tận, bây giờ hắn nắm giữ thật ra vẫn còn quá ít. Ánh mắt đẹp Nguyệt Thanh nhã tràn ngập chờ mong, lĩnh ngộ đệ Bát Châm cũng không phải là điểm cuối mà là một cái mới. Nói xong, nàng quay sang nhìn Y Tiểu Âm, cho nên, trách nhiệm của ngươi rất quan trọng. Ta, Y Tiểu Âm nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ sợ ngươi kỳ vọng quá cao vào ta. Thật ra ta cũng đã tiếp nhận thực tế, cũng cùng hắn, nhưng cũng không có tác dụng gì quá lớn. Ngươi nghĩ sai rồi, Nguyệt Thanh nhã mỉm cười, sờ lên mặt Y Tiểu Âm, tác dụng chân chính mà Nghịch Thiên Bát Châm phát huy là cái gì? Là linh khí, hay băng hỏa linh thế? Hoặc châm pháp? Y Tiểu Âm hỏi lại, thế nó là cái gì? Là Hạ Thiên, giọng nói của Nguyệt Thanh nhã trở nên xa xăm, là bản thân hắn, là tâm của hắn. Tu tiên giả, nói là nghịch thiên mà đi, thật ra vẫn là mượn linh khí của thiên địa. Chân chính có thể nghịch thiên chỉ có người. Y Tiểu Âm nghe xong mấy lời huyền diệu, lại rơi vào trầm tư. Tiên thần nhìn người như sâu kiến có thể trà đạp trên mặt đất, vừa lúc bọn họ khinh bỉ loại sâu kiến này. Nguyệt Thanh nhã nói tiếp, tu tiên giả bình thường đoạt thiên tạo hóa, xâm nhật nguyệt huyền cơ, cũng không phải vì nghịch thiên mà là vì trở thành một thành viên bên trong tiên thần, sau đó bị quy tắc của bọn họ khống chế. Y Tiểu Âm không nhịn được liền hỏi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Nguyệt Thanh nhã khẽ cười, xích lại gần bên tai Y Tiểu Âm, nhỏ giọng nói một câu. Sắc mặt Y Tiểu Âm thay đổi, ánh mắt hiện lên càng nhiều nghi hoặc hơn, chỉ là không tiếp tục hỏi nữa. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt vạn hỏa giáo ở Tiên Vân Đại Lục. Nguyệt Thanh nhã mỉm cười nói, ở trái đất, ngươi sẽ tranh thủ giám sát Hạ Thiên. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể tìm Tiểu Mị và Vũ Cơ để thương lượng. Ta sẽ cố hết sức, Y Tiểu Âm cũng không cảm thấy nàng có thể ước thúc được Hạ Thiên, tuy nhiên, nơi này nên xử lý như thế nào? Chủ nhân của cổ thần bà vẫn còn tiềm ẩn chỗ sâu ở trái đất. Người đó có tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với chúng ta hay không? Nguyệt Thanh nhã đáp lại, nếu có uy hiếp, hẳn đã sớm có từ trước. Nên thăm dò, chúng ta cứ tiếp tục thăm dò. Nếu quả thật không thể tránh khỏi phải quấy nhiễu đến nàng ấy, vậy chúng ta nên thuận theo tự nhiên thôi. Rất nhanh, Nguyệt Thanh nhã đã cùng với Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu trở về Tiên Vân Đại Lục. Trước khi đi, nàng nói với Hạ Thiên, chàng biết ta chờ mong điều gì. Cho nên chàng đừng nên cô phụ. Hạ Thiên gật đầu, ta biết rồi. Không có việc gì chàng đừng tìm chúng ta, chàng tìm không thấy đâu. Dạ Ngọc Mị cũng xông đến nhắc nhở Hạ Thiên một câu, sau đó dẫn cổ thần bà tập trung với Triệu Vũ Cơ bên ngoài, cùng nhau rời khỏi Nam Cương. Về phần có trở về tiểu tiên giới hay không thì không biết. Vợ y, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười nói với Y Tiểu Âm, sau đó ôm nàng bay khỏi không gian này. Chờ đến khi bọn họ trở lại Nguyệt Phương Nguyên, cửa hang đen như mực nhanh chóng hồi phục như cũ, sau đó biến mất không thấy đâu. Không cần nghĩ, nhất định là Nguyệt Thanh Nhã đã dùng đoạn giới cổ cắt kết nối thông đạo giữa hai giới. Thần tiên tỷ tỷ hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Hạ Thiên hơi buồn, tự chủ của ta rất mạnh, ta đã nói không làm loạn thì chắc chắn không làm loạn. Y Tiểu Âm ghét bỏ nhìn Hạ Thiên, không nói câu nào. Vợ y, ánh mắt của nàng là gì? Giống như nàng không tin tưởng ta nói vậy. Hạ Thiên phát hiện biểu hiện thay đổi của Y Tiểu Âm, không khỏi bất mãn. Y Tiểu Âm đáp lại, tự ngươi nắm chắc tâm lý là được. Ta đương nhiên nắm chắc tâm lý. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng như vậy sẽ rất nhàm chán. Thật ra, chỉ cần mọi người cố gắng song tu, cảnh giới khôi phục sẽ càng nhanh hơn. Y Tiểu Âm đáp. Bây giờ cái cần không phải thực lực của chàng khôi phục mà là muốn chàng đột phá đệ bát châm. Vợ y, nàng đã gia nhập bọn họ rồi sao? Hạ Thiên quay lại nhìn Y Tiểu Âm, nàng cũng bắt đầu thúc ta. Bởi vì chàng thiếu sự thúc giục, Y Tiểu Âm thuận miệng đáp. Lúc này,
ba nhân ảnh từ đằng xa bay đến. Hạ Thiên, Y Tiểu Âm, hai đứa không có việc gì chứ? Ngài Luân nhìn chằm chằm hai người, sau đó hỏi Hạ Thiên, người đâu rồi? Hạ Thiên đáp, ông hỏi lão thái bà kia à? Yên tâm đi, bà ta vẫn còn chưa bị giết chết, đã được muội muội chân dài mang đi rồi. Muội muội chân dài, Ngài Luân cau mày, là ai? Bà ấy bị mang đi đâu? Dạ Ngọc Mị mang bà ấy rời đi. Y Tiểu Âm ở bên cạnh giải thích một câu. Ngài Luân sửng sốt, sau đó thở dài, cũng tốt. Nàng ấy cuối cùng cũng không cần bị giam cầm ở cái nơi chật hẹp này nữa. Nhị sư phụ, chẳng lẽ ông không lo lắng bà ấy bị giam cầm ở chỗ khác sao? Hạ Thiên tùy ý hỏi. Người của ngươi, ta sẽ yên tâm hơn. Ngài Luân cười nói, nhưng ta muốn đi gặp nàng ấy, có thể chứ? Có gì mà không thể? Hạ Thiên không hề suy nghĩ, muội muội chân dài có thể mang bà ấy đến tiểu tiên giới. Nếu ông muốn gặp, cứ đến đó là được. Ngài Luân trừng mắt, tức giận nói, ta không phải tu tiên giả, con mẹ nó, làm sao ta đến đó được? Hạ Thiên cười nói, ông đến đế đô tìm Ứng Hiểu Nguyệt hoặc Tiêu Diễm Diễm. Ta đã bảo bọn họ phụ trách đưa người ở đảo Sương Nguyệt đến tiểu tiên giới. Được, bây giờ ta đến đó ngay. Ngài Luân không nói hai lời, trực tiếp lách mình rời đi. Hai người các ngươi còn có chuyện gì nữa không? Lúc này Hạ Thiên mới nhìn Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc. Hồ Hóa Vũ thản nhiên nói, không có gì, chỉ là ta cảm thấy bất ngờ khi Nguyệt Phương Nguyên dùng phương thức này để sụp đổ, trong lòng hơi cảm khái mà thôi. Cái nơi rách nát này, sập thì sập, Hạ Thiên tùy ý nói, có cái gì mà cảm khái chứ? Cảm xúc Lương Diệu Trúc thoáng có chút sa sút, nhìn Hạ Thiên, ngươi và Y Tỷ Tỷ muốn đi sao? Hạ Thiên đáp, đương nhiên rồi, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Các người không thể ở lâu thêm mấy ngày nữa sao? Lương Diệu Trúc vô thức giữ lại, mấy ngày nữa cha ta cũng sẽ đến, ngươi có muốn gặp ông ấy một lần không? Cha ngươi đến thì có liên quan gì đến ta? Hạ Thiên nhếch miệng, chẳng lẽ cha ngươi có bệnh cần ta trị? Lương Diệu Trúc không khỏi tức giận, cha ngươi mới có bệnh đấy. Không có bệnh thì gặp làm gì? Hạ Thiên khoát tay, cũng chẳng muốn nói thêm câu nào. Hắn quay sang nói với Y Tiểu Âm, vợ Y Y, chúng ta đi thôi. Y Tiểu Âm nói với Hồ Hóa Vũ, ngươi thay ta nói lời tạm biệt Hồ Lão Thái Thái, chúng ta không làm phiền nữa. Được rồi, Hồ Hóa Vũ mỉm cười đáp, có cơ hội, ta nhất định sẽ đến Giang Hải tìm ngươi. Đến lúc đó, mong ngươi chiều đãi ta nhiều hơn. Tốt nhất đừng đến, Hạ Thiên lắc đầu, một nam nhân có cái gì tốt để chiêu đãi chứ? Lương Diệu Trúc hợp thời nói, vậy nếu ta đến Giang Hải, ngươi có chiêu đãi ta hay không? Hạ Thiên nhìn Lương Diệu Trúc, ngươi cũng đừng tới, ta lười chiêu đãi. Ngươi, Lương Diệu Trúc tức điên lên, ngươi đúng là một tên khốn kiếp vô tình vô nghĩa. Chúng ta nói như thế nào cũng là sinh tử chi giao. Chút giao tình đó cũng không đủ nhận được sự chiêu đãi nào sao? Hạ Thiên trực tiếp lắc đầu, ngươi đừng có ăn nói lung tung, chúng ta không có giao, tất nhiên không có tình. Ngươi, Hạ Lưu, Lương Diệu Trúc tức đến mức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ta còn lâu mới đến tìm ngươi. Ngươi tưởng mình là soái ca à? Ai mà thèm đi tìm ngươi? Ta có tìm cũng tìm Y Tỷ Tỷ. Ngươi cũng đừng tìm vợ Y Y làm gì, nàng ấy phải ở cùng với ta, không rảnh chơi với ngươi đâu. Hạ Thiên khó chịu nói. Lương Diệu Trúc mặc kệ, tiến lên ôm lấy cánh tay của Y Tiểu Âm, Y Tỷ Tỷ, ta đến Giang Hải tìm tỷ chơi được hay không? Được, Y Tiểu Âm không từ chối, ngược lại còn vui vẻ. Vừa lúc A Cửu đang bận việc, bên cạnh nàng thiếu người làm bạn. Không được, Hạ Thiên nói với Y Tiểu Âm, vợ Y Y, tiểu nha đầu này hay gây phiền phức lắm, ta thấy đừng nên dẫn nàng ta đến. Y Tiểu Âm mỉm cười hỏi ngược lại, trên thế giới này còn có người có thể gây phiền toái hơn chàng sao? Ta xưa nay không gây phiền toái cho ai hết. Hạ Thiên nghiêm túc nói, đều là do đám ngu ngốc đó đến gây chuyện với ta, ta lúc nào cũng lấy lý phục người. Thế để ta gọi điện thoại cho cha ta, sau đó ta sẽ đến Giang Hải được rồi. Lương Diệu Trúc hưng phấn nói. Y Tiểu Âm cùng với Lương Diệu Trúc rời khỏi Nguyệt Phương Nguyên, không mang theo Hạ Thiên. Hạ Thiên, nếu không, chúng ta tìm một chỗ uống một ly nhé. Hồ Hóa Vũ mỉm cười đưa ra đề nghị. Quỷ tài mới uống rượu với nam. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hồ Hóa Vũ,
Đang trong lúc hắn định đuổi theo Y Tiểu Âm, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lên kiểm tra, phát hiện là bé Ngoan gọi điện thoại đến. Hạ Thiên cảm thấy hơi lạ, bé Ngoan từ trước đến giờ chỉ gửi tin nhắn cho hắn, đến bây giờ hắn còn chưa nghe được giọng nói của đối phương. Này, tại sao ngươi lại gọi cho ta? Hạ Thiên nhận điện thoại. Lúc này, Hồ Hóa Vũ đã rời đi. Các ngươi là ai? Ngươi phản bội đoàn trưởng. Giết ta cũng vô dụng thôi, các ngươi sẽ không được như ý. Năng lực đoàn trưởng vượt qua sự tưởng tượng của các ngươi. Kết quả trong điện thoại vang lên không phải giọng của bé Ngoan mà là của một người xa lạ. Loạn thất bát tao gì đây? Hạ Thiên ngẩn ra, khó chịu hỏi, bé Ngoan, ngươi đang làm cái trò gì thế? Trong điện thoại đột nhiên vang lên giọng của một người đàn ông xa lạ, hơi trầm thấp. Ta không phải bé Ngoan, ta là người lấy mạng ngươi. Nam nhân kia cười lạnh, hơi uy hiếp, ta cho ngươi 3 ngày để tìm ta. Bằng không, ám ảnh đoàn của ngươi sẽ bị ta toàn diệt. Nói xong, điện thoại cúp máy. Tên ngốc này ở đâu ra vậy? Hạ Thiên nhìn điện thoại, sau đó gọi lại, kết quả gọi không được, đành phải mắng to, bé Ngoan. Ngươi đang giở trò quỷ gì thế? Lúc này, bé Ngoan gửi lại một đoạn tin nhắn, vừa rồi là một đoạn ghi âm, của một tổ chức sát thủ có tên là Thất Thánh Đồ gửi lên web đen. Đám ngu ngốc đó muốn làm gì thế? Hạ Thiên hỏi. Bé Ngoan trả lời, bọn họ muốn đứng đầu bảng danh sách sát thủ. Tuy nhiên, ám ảnh đoàn là trở ngại lớn nhất bọn họ đăng đỉnh. Gần đây, bọn họ luôn săn giết thành viên lạc đàn ám ảnh đoàn. Mục đích là dẫn dụ đoàn trưởng ám ảnh đoàn phân cao thấp với bọn họ. Đúng là một đám đầu óc có bệnh. Hạ Thiên cảm thấy có chút nhàm chán, ám ảnh đoàn không phải ngay cả đám ngu ngốc này cũng xử lý không được chứ. Bé Ngoan đáp, thực lực đám người này không yếu, hơn nữa còn sở hữu dị năng. Chuyện ngài Vi Nhi và Isabella mất tích, bọn họ ít nhiều cũng đã đoán được. Cho nên bọn họ mới ra tay vào lúc này. Nếu ngươi không ngăn cản, ám ảnh đoàn rất có khả năng sẽ sụp đổ. Vậy thì không được rồi. Hạ Thiên chậm rãi nói, ám ảnh đoàn là tâm huyết của các nàng, ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Ngươi gửi địa chỉ đám ngu ngốc đó sang cho ta, bây giờ ta sẽ đi xử lý bọn chúng. Tạm thời còn chưa tìm được vị trí của bọn họ. Bé Ngoan rất nhanh trả lời, tuy nhiên, 2 ngày nữa sẽ diễn ra vòng loại sát thủ thế giới offline, bọn họ chắc chắn sẽ có mặt. Sát thủ mà còn có tranh tài. Hạ Thiên lắc đầu, đúng là một đám người nhàm chán. Cuộc tranh tài dở hơi đó ở đâu vậy? Bé Ngoan lập tức gửi định vị cho Hạ Thiên, còn có một tệp đính kèm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, phát hiện nơi tranh tài là một hòn đảo ở Thái Bình Dương, bên trong tệp đính kèm là tình huống giải thi đấu và thư mời. Được rồi, ngày mai ta sẽ đến đó xem thử. Hạ Thiên cho rằng đi giải quyết đám ngu ngốc đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nói xong, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi, bé Ngoan, có phải gần đây ngươi gặp phải chuyện gì hay không? Nể tình ngươi là đồ đệ của vợ tiểu yêu tinh, ta có thể giúp ngươi. Bé Ngoan chỉ gửi lại 3 chữ, ta không sao. Nếu bé Ngoan đã nói nàng không có việc gì, Hạ Thiên cũng không tiếp tục hỏi nữa. À, tại sao ngươi lại ở đây? Khi Hạ Thiên quay lại nhà Trúc ở Nam Cương, hắn phát hiện Lương Diệu Trúc đang trò chuyện với Y Tiểu Âm. Không khỏi có chút không vui. Vì sao ta lại không thể ở đây? Lương Diệu Trúc trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nơi này cũng không phải nhà của ngươi, là chỗ ở của Y tỷ tỷ mà. Ngươi mau về nhà của mình đi. Hạ Thiên nhếch miệng, ta muốn đi ngủ. Lương Diệu Trúc khó hiểu nói, ngươi ngủ thì ngủ đi, nói với ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi thèm cơ thể của ta? Thân hình của ngươi chỉ thuộc tiêu chuẩn trung đẳng, còn kém hơn cả vợ dự bị của ta. Hạ Thiên nhìn Lương Diệu Trúc, ngươi có đi hay không? Nếu không đi, ta ném thẳng ngươi ra ngoài. Y Tiểu Âm nói với Hạ Thiên, chàng đừng làm ẩu. Chàng muốn nghỉ ngơi thì đi ngủ trước đi, lát nữa ta còn chuyện cần làm. Tối rồi mà nàng cũng còn có chuyện để làm sao? Hạ Thiên hơi nghi hoặc hỏi. Chàng không cần biết đâu, Y Tiểu Âm cũng không giải thích với Hạ Thiên, chỉ khuyên, nếu chàng cảm thấy nhàm chán, chàng đến tìm Triệu Thanh Thanh đi. Nàng ấy đến Nam Cương rồi, đang ở Hồ Gia. Hạ Thiên gật đầu, Thanh Thanh nhà đầu đến là đệ tử nhi bái nhập quỷ y môn. Y Tiểu Âm cũng biết Triệu Thanh Thanh nhận một đứa em gái,
chỉ là hơi lấy làm lạ, cô bé bái vạn lão tiên sinh làm vi sư. Như vậy cô bé chẳng phải sẽ trở thành sư cô của chàng sao? Cái gì sư cô, không có chuyện đó đâu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lão đầu kia là sư phụ của đại sư phụ ta, chẳng liên quan gì đến ta. Hừ hừ, Lương Diệu Trúc ngược lại cảm thấy khó chịu với chuyện này, bởi vì đến bây giờ nàng còn chưa phải là đệ tử chính thức của Vạn Quy Nhân, hiện tại lại có cô gái nhỏ cướp sư phụ của nàng. Hạ Thiên nói, ngươi hừ cái gì? Mặc dù Tử Nhi rất đáng ghét, nhưng thiên phú của con bé cao hơn ngươi. Còn lâu ta mới tin. Lương Diệu Trúc lắc đầu, nếu ta không phải người cổ tộc, ta đã sớm là đệ tử thân truyền của lão tiên sinh rồi, nào đến phiên người khác chứ? Y Tiểu Âm đứng dậy, nói với Hạ Thiên, ta và Lương Diệu Trúc muốn ra ngoài một chuyến, khả năng mấy ngày nữa sẽ không về. Nếu chàng muốn đi cùng, chàng nhất định phải nghe lời ta. Đương nhiên, chàng có thể đi tìm Triệu Thanh Thanh hoặc về Giang Hải cũng được. Được rồi, Hạ Thiên khoát tay, hai ngày nữa ta cũng có việc, cần phải ra ngoài, vừa lúc ta nói với nàng luôn. Chàng có chuyện gì sao? Trong lòng Y Tiểu Âm dâng lên sự nghi hoặc. Hạ Thiên thuật lại tin tức mà bé ngoan gửi cho hắn một lần cho Y Tiểu Âm nghe, sau đó nói, mặc dù ám ảnh đoàn là do nhị sư phụ thành lập, nhưng vợ sư tỷ, còn có vợ sát thủ đều đổ xuống không ít tâm huyết, ta không thể để người khác phá hỏng được. Vậy chàng đi đi. Y Tiểu Âm gật đầu, cũng không nói gì thêm mấy câu chú ý an toàn sáo rỗng gì cả, bởi vì thật sự chẳng có mấy ai có thể khiến cho Hạ Thiên cảm nhận được nguy hiểm. Vợ y y, nàng nói nghe lạnh nhạt quá. Hạ Thiên hơi cảm thấy thương tâm, chúng ta có thể sẽ không gặp nhau mấy ngày, chẳng lẽ không làm một trận oanh oanh liệt liệt. Y Tiểu Âm ý thức được Hạ Thiên muốn nói cái gì, nguyết hắn một cái, chàng im miệng đi, ta không muốn nghe mấy chuyện này nữa. Được, vậy về sau ta không nói nữa. Hạ Thiên cười hì hì, hắn nghĩ, đến lúc đó cứ trực tiếp làm là được. Y Tiểu Âm làm sao mà không đoán được tâm tư của hắn, nhưng nói nhiều cũng vô ích, nàng cùng với Lương Diệu Trúc ra ngoài. Hai, không thì đi tìm Thanh Thanh nhà đầu thôi. Hạ Thiên ở lại một mình trong nhà Trúc thật sự quá nhàm chán, trong lúc hắn đang định đi tìm Triệu Thanh Thanh, điện thoại lại vang lên. Hạ Thiên móc điện thoại ra kiểm tra, phát hiện là Ngải Luân gọi đến. Không chút nghĩ ngợi, hắn dập máy. Một lát sau, điện thoại lại vang lên. Hắn lại tiện tay dập máy lần nữa. Đến lần thứ ba, hắn mới nghe máy, nhị sư phụ, ông gọi điện thoại cho ta làm gì? Tên khốn kiếp ngươi dám cúp điện thoại của ta là sư phụ của ngươi đấy. Ngải Luân khó chịu quát Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng đáp, đúng, ông là sư phụ của ta. Ta có thể chứng minh. Nói xong, hắn lại cúp điện thoại. Một lát sau, Ngải Luân hùng hổ đi tới nhà Trúc, trừng mắt với Hạ Thiên, mắng to, tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đúng không? Nhị sư phụ, ông đánh không lại ta, ông bớt khoác lác mấy câu này đi. Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Vì sao ngươi cúp điện thoại của ta? Ngải Luân quát hỏi. Hạ Thiên giải thích, ta chỉ tiếp điện thoại của mỹ nữ. Nhị sư phụ ông rõ ràng đang ở gần đây, còn gọi điện thoại cho ta làm gì? Không phải cởi quần đánh rắm vẽ vời cho thêm chuyện à? Ngươi đúng là, Ngải Luân thở dài một hơi, nói với Hạ Thiên, ta chẳng nói mấy lời vô bổ với ngươi nữa. Ta thật sự có chuyện tìm ngươi. Hạ Thiên gật đầu, ta nhìn ra được mà, nhất định còn là chuyện không làm được. Cho nên ông mới gọi điện thoại cho ta mà không phải trực tiếp đến tìm ta. Ngươi thông minh như thế, ngươi không ngại đoán xem ta tìm ngươi có chuyện gì. Ngải Luân mỉm cười, gương mặt nghiền ngẫm nhìn Hạ Thiên. Không đoán. Hạ Thiên lười nói tiếp mấy lời này, ông thích nói thì nói, dù sao ông cũng là người có việc tìm ta, cũng không phải ta tìm ông. Ta không vội. Ngải Luân nhất thời im lặng, một lát sau mới nói, ta cần ngươi giúp ta đi cứu một người. Vì sao ông không tự mình đi cứu? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ngải Luân cười khổ, gương mặt có chút bi thương, nếu ta đi, nàng ấy sẽ không để cho ta cứu. Nhị sư phụ. Không phải ông lại để nợ phong lưu gì bên ngoài nữa đó chứ? Hạ Thiên hoài nghi nhìn Ngải Luân, ta nhất định đứng về phía vợ của ta. Đến lúc đó ông bị vợ Vi Nhi đánh, ông cũng đừng trách ta không giúp ông. Ngươi kéo việc quá xa rồi. Ngải Luân tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó giải thích là con gái của cộng sự ta trước kia. Gần đây nàng ấy gặp phiền phức,
ta nghĩ đến nghĩ lui cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu được nàng. Nhị sư phụ, ngươi không phải sát thần độc lai độc hành sao, ở đâu ra cộng sự vậy? Hạ Thiên nghi hoặc hỏi. Ngài Luân lại trợn mắt nhìn Hạ Thiên, cảm thấy tiểu tử hắn không muốn nhận vụ này, cho nên cứ giả bộ hồ đồ. Cho dù là sát thần cũng cần có quản lý sát thủ chứ. Nếu không, ta nhận đơn chỗ nào, ai giúp ta giải quyết phân tranh thương nghiệp loạn thất bát tao chứ? Khi nói chuyện, Ngài Luân không tự chủ được toát lên sự hồi ức, lúc đó ta mới xuất đạo không bao lâu, liên minh sát thủ đã giao cho ta người đại diện kim bài. Dựa vào sự trợ giúp của hắn ta, ta mới từng bước một trưởng thành. Nhưng về sau, bởi vì một số chuyện của ta, hắn ta ngoài ý muốn bỏ mình, chỉ để lại một đứa con gái. Nghe giống như chuyện xưa thật xưa vậy. Hạ Thiên thuận miệng bổ sung một câu, có phải về sau ông ngày nào cũng gửi tiền cho con gái của người đó, nhưng con gái của ông ta vẫn cho rằng ông là người hại chết cha của nàng ta, cho nên nàng ta vẫn ghi hận ông. Ngài Luân cũng không phản đối phỏng đoán của Hạ Thiên, chỉ là có chút bất đắc dĩ, cố sự vì sao lại cũ, bởi vì nó thường xuyên trình diễn trong hiện thực. Con gái của ông ấy như thế nào? Có xinh đẹp không? Hạ Thiên hỏi thẳng vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Điều này ta cũng không rõ nữa. Ngài Luân lắc đầu, nhưng vẫn rút một tấm hình từ trong ngực ra, ta chỉ gặp con bé có một lần khi nó còn bé. Ở đây có một tấm hình, là chụp vào năm đó. Với bản lãnh của ngươi, hẳn có thể tưởng tượng được diện mạo của con bé bây giờ. Hạ Thiên nhận lấy tấm ảnh chụp, chỉ to khoảng một tấc, còn bị cắt thành hình tròn, không cần nghĩ cũng biết là dùng để bỏ đồng hồ bỏ túi. Bên trong tấm ảnh có ba người. Hai nam tử trẻ tuổi hăng hái và một đứa bé gái khoảng 3 tuổi. Không thể không nói, diện mạo của đứa bé gái phấn điêu ngọc trác, linh khí 10 phần, là một mỹ nhân. Tuy nhiên, ví dụ khi còn bé thì dễ thương, lớn lên không còn xinh đẹp nữa cũng không hiếm. Người có thể giúp đỡ nhưng có một điều kiện. Lúc này, Ngài Luân nghiêm túc cảnh cáo Hạ Thiên, không cho ngươi tán con bé. Hạ Thiên trả lại tấm ảnh chụp cho Ngài Luân, còn nói, nhị sư phụ, ông cho rằng ta là ai, là ngựa giống à? Chẳng lẽ không phải, Ngài Luân không khỏi hỏi ngược lại. Ông mới là ngựa giống đấy. Hạ Thiên nhếch miệng, tiêu chuẩn ta tìm vợ rất cao. Cho dù diện mạo của nàng ta khi còn bé rất đẹp, bây giờ cũng chưa chắc đẹp. Thậm chí vóc dáng có đẹp cũng chưa chắc hợp với khẩu vị của ta, ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngài Luân cau mày, ngươi bớt làm bộ đi. Tính tình của ngươi là gì, ta còn không biết sao. Nữ nhân của ngươi đủ nhiều, cũng không cần ra tay với con gái cộng sự của ta. Nhị sư phụ, nếu ta thật sự có suy nghĩ đó, ông cảm thấy ông quản được ta sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể, Ngài Luân nhìn thẳng vào mắt Hạ Thiên, cười nói, bởi vì ngươi là Hạ Thiên, còn ta là sư phụ của ngươi. Hạ Thiên khoát tay, được rồi, không tán thì không tán, nhưng nếu nữ nhân này tán ta, vậy thì ta không quản được đâu nhé. Nói như vậy, ta cũng không xen vào, dù sao ta cũng không phải cha ruột của nàng, Ngài Luân ung dung nói. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, nhiều lời cả nửa ngày, ông còn chưa nói nữ nhân này tên gì. Ta chỉ biết tên của nàng là Rebecca. Ngài Luân suy nghĩ một chút rồi nói, nếu ta đoán không sai, bây giờ con bé cũng là một quản lý sát thủ. Gần đây trên đảo Thái Bình Dương muốn tổ chức một giải thi đấu giới sát thủ, có thể con bé sẽ đến đó. Hạ Thiên tuyệt không kinh ngạc, nếu là tin tức trong giới sát thủ, Ngài Luân không có lý do gì không biết. Hắn cười hỏi, nhị sư phụ, ông không có ý định đi xem một chút sao? Ta đã không làm sát thần nhiều năm rồi. Ngài Luân lắc đầu, ta không tranh đoạt danh tiếng với những người trẻ tuổi. Hơn nữa, nếu ngươi muốn đến đó, người khác còn có phần sao? Đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hạ Thiên cười nói, nhị sư phụ, ông cũng hiểu chuyện lắm đấy. Nói đến nước này rồi, rốt cuộc ngươi có giúp chuyện này hay không? Ngài Luân nhìn Hạ Thiên, hỏi một lần nữa. Nhị sư phụ, ta phát hiện ông hơi bị ăn cây táo rào cây sung đấy. Hạ Thiên nói, ám ảnh đoàn đang gặp nguy cơ, ông chẳng những không quan tâm, lại quan tâm con gái của một người ngoài. Đúng là, Ngài Luân mắng to, nói nhảm, ám ảnh đoàn có ngươi, còn có nguy cơ gì nữa? Nói thẳng đi, ngươi có đồng ý hay không? Được, ta đồng ý. Hạ Thiên gật đầu, hắn cũng vốn dự định đến cái đảo cuồng hoan gì đó, thuận tay cứu người cũng không phải việc khó.
Được rồi, cũng không còn chuyện gì khác nữa. Ngài Luân thấy Hạ Thiên đã đồng ý, liền đứng dậy ra về, ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Hạ Thiên nào còn tâm trạng nghỉ ngơi, chờ Ngài Luân ra về xong, hắn cũng lười đi ngủ. Bởi vì lại có người đến cửa tìm hắn. Người đến cửa chính là Hứa Kiều Na, khiến cho Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn. Tại sao ngươi lại biết ta ở đây? Hạ Thiên kỳ quái nhìn Hứa Kiều Na, thuận miệng hỏi. Bây giờ danh tiếng của ngươi ở Nam Cương cứ như mặt trời ban trưa. Hứa Kiều Na cười khẽ hai tiếng, vô cùng lấy lòng, ta muốn tìm chỗ ở của ngươi, thật sự quá đơn giản. Hạ Thiên nhếch miệng, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi? Hứa Kiều Na lại càng cười một cách đáng yêu hơn, đồng thời người cũng bước vào phòng, nói thế nào chúng ta cũng là bạn của nhau. Trước đó ngươi cũng đã giúp ta không ít việc, ta còn chưa cảm ơn ngươi đấy. Không cần đâu, Hạ Thiên khoát tay, không kiên nhẫn nói, giúp ngươi chỉ vì ngươi là bạn của Thanh Thanh nha đầu, ngươi còn chưa có tư cách làm bạn của ta. Hứa Kiều Na sững người, lúng túng nói, cũng đúng. Ta đích thật không thể trèo cao với ngươi, dù sao. Ánh sáng của ngươi đang tỏa ra vạn trượng, đã là đệ nhất thần y trong thiên hạ, cũng là đệ nhất cao thủ, mỹ nữ bên cạnh như mây. Đừng nói nhảm nữa, Hạ Thiên từ trước đến nay lười tốn thời gian với người không liên quan, có việc gì thì ngươi nói đi, không có việc thì đừng phiền ta. Hứa Kiều Na do dự 2-3 giây, cuối cùng quyết định nói thật, ta muốn tìm ngươi giúp ta một chút. Không hứng thú, Hạ Thiên trực tiếp từ chối. Ngươi không nghe ta nói là chuyện gì sao? Hứa Kiều Na hiển nhiên không nghĩ đến Hạ Thiên lại dứt khoát từ chối đến như thế, đành phải giải thích, chỉ là một chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ không làm phiền ngươi quá nhiều. Hạ Thiên vẫn từ chối như cũ, không giúp. Cái này, Hứa Kiều Na vẫn còn rất nhiều lời cần nói đằng sau, trong nháy mắt đã bị chặn lại, đành phải lôi Triệu Thanh Thanh ra, cười nói, trước khi đến, ta đã nói chuyện với Thanh Thanh, là nàng ấy bảo ta tìm ngươi. Ta biết, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, Thanh Thanh nhà đầu không tiện từ chối ngươi, cũng không phải đồng ý với ngươi. Ngươi biết rất rõ ràng, lại còn làm bộ trước mặt ta. Ngươi cho rằng ngươi thông minh bao nhiêu chứ? Nụ cười trên mặt Hứa Kiều Na ngưng lại, nàng ta thở dài một cái, là ta tự cho rằng mình thông minh, nhưng ta chưa từng lợi dụng Thanh Thanh. Giao tình của ta và nàng ấy là thật, không hề có sự giả dối. Nếu không phải vì điều này, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội xuất hiện trước mặt ta sao? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn Hứa Kiều Na. Hứa Kiều Na nhất thời có cảm giác mình giống như bị một thanh kiếm sắc đâm thủng, toàn thân trên dưới đều rịn mồ hôi lạnh. Lần này, ta quả thật không cách nào giải quyết được nan đề rồi. Hứa Kiều Na thở dài, rốt cuộc không đi vòng vèo nữa, nói thẳng, là em họ của ta, Hứa Tiểu Quân mất tích đã lâu. Lần trước, sau khi ta đưa nó đến trường sinh hào xong, từ đó không còn nghe thấy tung tích nữa. Sao, Hạ Thiên cau mày, khi đó, hắn và A Cửu đã gặp phải Hứa Tiểu Quân ở trường sinh đế quân hào. Lúc đó, Hứa Tiểu Quân đang đi cùng một bạn học phú nhị đại, có vẻ nửa đường còn đưa ánh mắt cầu cứu với Hạ Thiên, chỉ là lúc đó hắn không thèm để ý. Trong khoảng thời gian vừa qua, ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của con bé, đồng thời âm thầm điều tra qua tất cả những người có tiếp xúc với nàng. Nhưng vẫn không tìm ra được manh mối. Hứa Kiều Na đau khổ ôm nửa bên mặt, khóc sụt sùi, là ta đã kéo con bé vào cái vòng tròn không phải này. Bây giờ nó sống chết không rõ, ngày nào ta cũng phải chịu dày vò cả. Vậy ngươi tìm nhầm người rồi. Hạ Thiên nói, tìm người không phải thế mạnh của ta, ngươi đi tìm người khác đi. Lúc này, Hứa Kiều Na cũng không muốn nói mấy lời thuyết phục khách sáo, cũng không muốn dò xét. Trực tiếp nói thẳng, ta nghe Thanh Thanh nói qua, người có một bà vợ là thần hacker. Nàng ấy thậm chí còn có một mạng lưới bao trùm tất cả tin tức trên thế giới. Ta nghĩ, không biết có thể nhờ nàng ấy tìm giúp ta vị trí của Tiểu Quân hay không. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, chuyện này ngược lại có thể giúp. Hắn tùy ý nói, bé ngoan, người kiểm tra xem bây giờ em gái của nàng ta đang ở đâu. Bé ngoan, người đang gọi ta sao? Hứa Kiều Na ngoài ý muốn chỉ vào mình, bởi vì gần đây cũng chỉ có nàng và Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không để ý đến. Qua 3 giây, điện thoại di động của Hạ Thiên vang lên. Hứa Kiều Na cũng ý thức được Hạ Thiên không phải đang nói chuyện với mình, gương mặt hiện lên sự ngại ngùng.
Điện thoại nhận được tin nhắn rất ngắn, chỉ có 8 chữ, Hứa Tiểu Quân đang ở đảo Cuồng Hoan. Hạ Thiên nhếch miệng, có chút kỳ quái hỏi, đúng là nhàm chán. Tại sao người nào cũng đến cái nơi rách nát đó thế? Đảo Cuồng Hoan, ánh mắt Hứa Kiều Na mở to, không thể hiểu nổi, tại sao Tiểu Quân lại ở đó nhỉ? Người biết nơi này sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Biết, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn nghe nói qua mà thôi. Hứa Kiều Na đích thật biết được sự tồn tại của hòn đảo này, nó được cho là một hòn đảo do một bá tước tên Cuồng Hoan xây dựng, nằm đâu đó ở Thái Bình Dương. Trong truyền thuyết, nó vừa là hòn đảo của tội lỗi, vừa là hòn đảo của cực lạc, thậm chí là hòn đảo của những điều kỳ diệu. Hàng năm, những người có thể đến hòn đảo, ngoài những gia tộc ẩn thân hàng đầu thế giới, sẽ ngẫu nhiên chọn ra 100 người bình thường ra đảo. Nghe nói người bình thường chỉ cần ở trên đảo, trong 10 ngày có thể nhận được 10 tỷ tiền thưởng. Chỉ có 10 tỷ, thật sự là một lũ hẹp hòi. Hạ Tiêu lắc đầu, giọng điệu đầy khinh thường. Hứa Kiều Na cười khổ, có chút tiếc nuối nói, nếu Tiểu Quân thật sự ở trên hòn đảo đó, không ai có thể cứu được con bé. Lại một người ít thông minh, Hạ Thiên nhếch miệng, nhưng lần này hắn cũng không từ chối, thản nhiên nói, coi như số người gặp may, vừa lúc ta muốn đến hòn đảo rách nát đó chơi đùa. Đến lúc đó ta sẽ thuận tay cứu em họ của ngươi luôn. Thật sao, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ban đầu, Hứa Kiều Na đã tuyệt vọng, lúc này lại dấy lên hy vọng, vậy ta có thể đi chung với ngươi không? Hạ Thiên nhìn Hứa Kiều Na một chút, lời nào cũng không nói. Ta chẳng qua cảm thấy ngươi có chuyện cần làm, ta sẽ không tiện làm phiền ngươi quá nhiều. Hứa Kiều Na vội vàng giải thích, ngươi dẫn ta đi, có lẽ ta sẽ có khả năng cứu Tiểu Quân. Như vậy ngươi cũng có thể bớt chút phiền phức. Ngươi cứ tự nhiên, Hạ Thiên khoát tay nói với Hứa Kiều Na, ta không rảnh mang ngươi đi, muốn đi thì ngươi tự đi. Hôm nay ta sẽ đến hòn đảo rách đó. Hôm nay, Hứa Kiều Na mở to mắt, ánh mắt tràn ngập kinh nghi, hòn đảo nhỏ đó nằm ở Thái Bình Dương, cho dù ngồi du thuyền nhanh nhất cũng phải mất ít nhất một tháng mới đến đó được. Hạ Thiên thản nhiên nói, ta biết hòn đảo rách đó ở đâu, nhiều nhất 2 tiếng là có thể đến. Làm ơn dẫn ta theo với. Hứa Kiều Na quỳ xuống trước Hạ Thiên, ta xin ngươi đấy. Ngươi xác định, Hạ Thiên bỗng nhiên mỉm cười. Chấm. Hơn 1 giờ sau, trên Thái Bình Dương, một con tàu du lịch sang trọng đang đi chậm theo lộ trình đã định. Trên bong thượng, một vài nam thanh nữ tú ăn mặc mát mẻ đang cười đùa vui đùa trong bể bơi lộ thiên. Trong số đó có một thanh niên trẻ tuổi với cặp lông mày kiếm và quần đùi màu đỏ đột ngột bước ra khỏi bể bơi, bước đến bong tàu nhìn chằm chằm vào phía xa. Tam ca, ngươi nhìn cái gì trên bong thuyền thế? Một nam nhân nữ tính đeo hoa tai hét lên với người thanh niên mặc quần đùi đỏ. Các ngươi mau đến đây, nhìn xem đó là cái gì? Thanh niên quần đùi áo đỏ nhíu mày chỉ tay về phía xa. Các mỹ nhân đều ở trong bể bơi. Ngươi còn có thể nhìn thấy mỹ nhân ngư sao? Nam nhân nữ tính cười ha ha, bước ra khỏi bể bơi đến bên cạnh thiếu niên mặc quần đùi màu đỏ. Nam nhân nữ tính theo hướng nam thanh niên mặc quần đùi đỏ chỉ, đưa ánh mắt nhìn lại, kết quả ngây cả người. Chỉ thấy một luồng trắng nhàn nhạt đột nhiên sáng lên ở khoảng cách cực xa so với mực nước biển. Tốc độ của luồng sáng này rất chậm. Trong chớp mắt đã đến bên trong tầm mắt, càng lúc càng rõ ràng. Đây là cái gì? Không biết. Chẳng lẽ thủy triều? Không thể nào, sắc trời rất bình thường mà. Hay là đàn cá voi mang thủy triều? Không thể nào tốc độ nhanh như vậy. Bất luận như thế nào, mọi người nhanh chóng tìm một nơi an toàn bảo đảm. Nhanh lên, nhanh lên. Nam nhân mặc quần đùi đỏ sắc mặt đột nhiên thay đổi, xoay người lao vào cabin. Những người khác hoảng sợ, vội vàng tìm một nơi an toàn ẩn núp. Đáng tiếc đã muộn. Vèo. Luồng ánh sáng xẹt qua mặt biển. Từng cơn sóng được nhấc lên. Giống như thủy triều. Chiếc du thuyền sang trọng bỗng nhiên bị chấn động bay lên, cách mặt biển ít nhất mấy chục mét. Chờ sau khi luồng ánh sáng đi khỏi, nó mới nặng nề rơi xuống. Toàn bộ chiếc du thuyền bất ngờ chìm trong sóng gió, lắc lư từ bên này sang bên kia, dường như có nguy cơ lật úp bất cứ lúc nào. Cũng may, hữu kinh vô hiểm. Mấy phút sau, mặt biển bình tĩnh trở lại. Những người trên du thuyền còn chưa tỉnh hồn, cả đám vô cùng sợ hãi nhìn biển cả. Vừa rồi là cái gì thế?
Nét mặt nam tử âm nhu tái nhợt, nhét mình vào một không gian cực kỳ nhỏ hẹp, quay đầu nhìn nam thanh niên mặc quần đùi màu đỏ bên cạnh. Không biết, nam thanh niên mặc quần đùi đỏ vẫn còn sợ hãi, chỉ bằng chúng ta tìm Thịnh Tam ra hỏi một chút. Lúc này, một lão nhân râu dài chậm rãi đi tới, lớn tiếng hỏi, các ngươi không sao chứ? Mọi người đợi một lúc, thấy quả nhiên không sao, liền leo ra khỏi chỗ ẩn nấp, ít nhiều đều bị thương, nhưng không ai tử vong. Không sao, Thịnh Tam gia, người có biết chuyện vừa rồi xảy ra không? Người thanh niên mặc quần đùi đỏ vội hỏi. Thịnh Tam gia vuốt râu dài, do dự nói, nếu ta không nhầm thì có người vừa đi ngang qua. Người, nam nhân nữ tính đầu tiên chế nhạo suy đoán này, làm sao có khả năng, tốc độ nhanh hơn hỏa tiễn, trên đời không có người như vậy. Thịnh Tam gia cười lạnh, bỗng nhiên dùng tay đẩy nam nhân nữ tính đến bong tàu. A! À, nam nhân nữ tính bất ngờ không đề phòng, lập tức rơi vào trong nước biển. Thịnh Tam gia, người đang làm gì thế? Nam thanh niên mặc quần đùi đỏ sửng sốt, vội vàng vịn mép thuyền tìm kiếm dấu vết của nam nhân nữ tính, lão ôn, lão ôn. Có ai không, mau dừng thuyền cứu người. Lúc này, một giọng nói hoảng hốt vang lên từ trên đỉnh cột buồm, ta đang ở đây. Cái gì, nam thanh niên mặc quần đùi đỏ đưa mắt nhìn lên, phát hiện nam nhân nữ tính đang ở trên đỉnh đầu, sao lại thế này? Thịnh Tam gia thản nhiên nói, tốt hơn hết các ngươi nên thay đổi suy nghĩ của mình. Thế giới này có loại người có thể chạm tới trời đất, thủ đoạn của ta vẫn còn tầm thường lắm. Vừa nói ông vừa liếc mắt nhìn về hướng có bạch quang biến mất, tu vi của người đó so với ta còn cao hơn gấp trăm lần. Nếu là địch không phải bạn, chúng ta rất có thể sẽ gặp nhau ở đảo Cuồng Hoan. Như vậy mà cũng không chịu nổi sao? Hạ Thiên dùng tốc độ cực nhanh chạy đến Thái Bình Dương, kết quả không bao lâu, hắn phát hiện Hứa Kiều Na ôm trên tay đã ngất đi. Giải thi đấu của giới sát thủ còn 2 ngày nữa mới bắt đầu, Hạ Thiên cũng không vội đến đảo Cuồng Hoan. Lúc này, hắn mới nhớ đến vừa rồi hình như hắn có đi ngang qua một chiếc du thuyền sang trọng. Chỉ bằng đến đó nghỉ ngơi một chút rồi nói. Thế là, Hạ Thiên mang theo Hứa Kiều Na đang hôn mê quay ngược lại. Không bao lâu sau, người trên du thuyền đều hoảng sợ. À, lại đến, lại đến. Có người chỉ vào những con sóng trắng xóa đến rất nhanh từ xa, sợ đến mức suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Mau tránh ra. Nam thanh niên quần đùi đỏ kêu lên. Mọi người đừng nhúc nhích. Thịnh Tam gia là người đã thấy qua việc đời, lập tức gọi lại những người đang chạy trốn xung quanh. Người này có thần uy như thế, tránh cũng không có lợi ích gì, chỉ bằng buông tay đánh cược một lần, xem có thể kết bạn được hay không. Mọi thứ do Tam gia làm chủ. Nam thanh niên mặc quần đùi đỏ là nhị thế tổ của một gia đình tài sản hàng trăm tỷ. Lần này hắn ta đến đảo Cuồng Hoan thuần túy chỉ là bị người khác giật dây, ôm suy nghĩ phóng túng một phen, nào nghĩ đến sẽ gặp qua cảnh tượng như thế này, đã sớm có ý định bỏ cuộc. Thịnh Tam gia hạ thấp tư thái, vô cùng cung kính cao giọng quát, ta là Lao Sơn Thanh Ngưu Cung Thịnh Tam xin ra mắt tiền bối cao nhân. Luồng ánh sáng màu trắng ngừng lại trước mui thuyền. Sau đó hai bóng người rơi xuống bong tàu. Thanh Ngưu Cung, nghe hơi quen tai nhỉ. Hạ Thiên tiện tay ném Hứa Kiều Na xuống bong thuyền, ngoáy ngoáy lỗ tai, gương mặt hiện lên sự khó hiểu, người của Lao Sơn chạy đến biển làm gì. Sau khi Thịnh Tam gia nhìn thấy rõ gương mặt của Hạ Thiên, không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên rất khó tiếp nhận tuổi tác của Hạ Thiên như thế lại là cao nhân tiền bối. Hồi tiền bối, ta được người nhờ vả đến bảo vệ con của cố nhân. Thịnh Tam gia cân nhắc một chút, vẫn giữ vững thái độ khiêm nhường, cũng không bởi vì Hạ Thiên nhìn còn trẻ mà khinh thường hắn, không biết tiền bối tu hành ở phúc địa động thiên nào. Không biết có thể kết một mối thiện duyên, ngày sau đến cửa bái phỏng hay không. Ngươi đừng nghĩ đến việc lôi kéo ta, không đáng đâu, Hạ Thiên nhếch miệng, tùy ý nằm xuống một chiếc ghế, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Ngươi biết cũng được, không biết cũng được. Ta chỉ muốn nghỉ chân một lát, các ngươi đừng làm phiền ta. Ngươi chính là Hạ Thần Y Hạ Thiên. Thịnh Tam gia nghe được tên của Hạ Thiên, lập tức mở to hai mắt, ngươi không phải đang ở Nam Cương sao? Vì sao, lại ở chỗ này? Hạ Thiên nhìn Thịnh Tam gia, ngươi biết ta. Ta đã nghe nói qua. Thịnh Tam gia cung kính đáp, sư phụ ta là quán chủ Thanh Ngưu quán Cố Thanh Nham. Thời gian trước, ông ấy có đến An Tâm quán ở Trung Nam Sơn.
Nói đến đây, Hạ Thiên cũng đã nhớ ra, à, là lão đạo sĩ Mũi Châu. Không phải tu vi của ông ta đã bị ta phế rồi sao? Vâng, Thịnh Tam gia không hề có chút tức giận, ngược lại còn thêm cung kính, sư phụ đến nay vẫn còn nhớ ơn Hạ tiên sinh đã hạ thủ lưu tình. Bằng không, ông ấy đã mất mạng rồi, cho nên, ông ấy đã dặn trên dưới quán phải ghi nhớ ân tình của ngươi. Không có ân tình gì ở đây, Hạ Thiên lười biếng nói, ông ta đến gây chuyện với ta, ta phế tu vi của ông ta, xem như hòa. Thịnh Tam gia cười khổ, nếu sư phụ biết ta gặp được Hạ tiên sinh nhưng lại không biểu đạt lòng biết ơn, chỉ sợ sẽ vì thế mà không vui. Ông ta có vui hay không liên quan gì đến ta, Hạ Thiên chẳng hứng thú tốn thời gian vào mấy việc không quan trọng, ta chỉ đến nghỉ chân một chút. Chỉ cần các ngươi không muốn chết, ta không thèm để ý đến các ngươi. Thịnh Tam gia vội vàng nói, ta sẽ cho tất cả mọi người rút khỏi đây, đặc biệt dành chỗ này cho Hạ tiên sinh và phu nhân nghỉ ngơi. Nếu con mắt ngươi chỉ dùng để bài trí, ta thấy chi bằng quyên cho người hữu dụng. Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi thấy nàng ta giống phu nhân của ta sao? À, Thịnh Tam gia không biết nên nói cái gì, đành ôm quyền xin lỗi, là ta nói sai, ta xin lỗi. Thuyền này của các ngươi đi đâu thế? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Nam thanh niên mặc quần đùi đỏ lập tức đáp, đến đảo Cuồng Hoan. Chúng ta nhận được thư mời của bá tước Cuồng Hoan mời đến tham gia tiệc mừng năm mới. Vừa lúc ta cũng muốn đến hòn đảo rách nát đó. Hạ Thiên ngáp một cái, gương mặt tùy ý, trong hai ngày chạy đến nơi có vấn đề gì hay không? Nam thanh niên mặc đùi đỏ ngẩn người, vô thức lắc đầu, trong hai ngày không thể. Tuyệt đối không thành vấn đề. Thịnh Tam gia lên tiếng đồng ý. Hạ Thiên khoát tay, được rồi, không còn chuyện của các ngươi nữa. Nam thanh niên mặc quần đùi đỏ muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Thịnh Tam gia ngăn lại. Thịnh Tam gia thuận tay lấy gã nam nhân nữ tính trên cột buồm xuống, mọi người vội vàng rút khỏi tầng cao nhất xuống hết tầng dưới. Sau khi đã vào phòng, nam thanh niên mặc quần đùi đỏ nhìn không được hiếu kỳ trong lòng, Thịnh Tam gia, tiểu tử kia rốt cuộc là ai vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 158.